chương một phá đỉnh một lần này mình có thể sẽ trở thành trò cười của toàn cả gia tộc lâm lạc nằm ở trên giường lộ ra một nụ cười khổ hắn rõ ràng ở trên sân huấn luyện bị một tảng đá từ trên trời giáng xuống nện cho hôn mê tuy tu vi của hắn chẳng qua chỉ là hậu thiên hai tầng cách cao thủ còn kém xa xa lắm nhưng cũng không đến mức bị một tảng đá nện cho hôn mê hơn nữa một cái chóng mặt chính là ba ngày ba đêm bất quá tảng đá này đến tột cùng là từ đâu nện tới theo độ cao để phán đoán hẳn không phải là từ trên sân huấn luyện ném ra lâm lạc nhớ lại tình cảnh lúc trước sờ lên đầu kỳ quái chính là rõ ràng không có bất luận miệng vết thương gì dù sao ta đã là phế vật được gia tộc công nhận cho dù lại gây ra thiên đại chê cười cũng không có cách nào càng mất mặt mũi lâm lạc tự diếu cười cười nhưng làm một đệ tử của võ tu thế gia ai lại cam tâm trở thành một phế vật chẳng những bị tộc nhân cười nhạo hơn nữa ngay cả hạ nhân cũng không để chủ tử như hắn vào mắt tuy căn cốt của ta không tốt khó coi nhưng so sánh với bất luận kẻ nào đều tu luyện chăm chỉ hơn rất nhiều. Thiên đạo thù cần, thiên đạo thù cần sao cần mẫn được đền đáp chẳng lẽ cái này chính là hồi báo mà ta trả giá cố gắng sao? Hắn chính là cháu đích tôn của lâm gia gia chủ lâm hành nam, theo lý thuyết hẳn là phong quang vô hạn. Nhưng lâm hành nam ở ba năm trước đây bế quan trùng kích cảnh giới võ đạo trí cao, liền không có tin tức truyền ra nữa, mà cha mẹ của hắn lại chết sớm, tỷ tỷ duy nhất cũng từ lúc 12 năm trước bái nhập tông môn gì đó, không còn có tin tức, để lại hắn một người cô đơn như vậy. Nếu chỉ là như thế mà nói, Lâm Lạc cũng không đau khổ như vậy. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn, ở trong bất luận gia tộc nào đệ tử thiên phú kiệt xuất đều là tài phú quý giá nhất, là mấu chốt để một gia tộc có thể sinh tồn, lớn mạnh. Bởi vậy, đệ tử thiên phú kiệt xuất đều tìm được trọng điểm bồi dưỡng, hưởng hết vinh quang, mà đệ tử thiên phú thấp kém khó tránh khỏi sẽ bị kỳ thị. Dưới gối Lâm Hành Nam ngoại trừ Lâm Lạc ra thì không có nam đinh khác, nói cách khác đợi Lâm Hành Nam lùi bước, vị trí gia chủ Lâm gia nhất định sẽ rơi vào trên người của hắn. Bởi vậy, địa vị của Lâm Lạc tự nhiên xấu hổ, trước còn có Lâm Hành Nam chân áp, nhưng theo thời gian Lâm Hành Nam bế quan lâu ngày, Lâm Lạc cũng càng ngày càng không bị chào đón. Hôm nay Lâm gia là đại trưởng lão Lâm Hồng Phong nắm quyền, người này dã tâm bừng bừng, sau khi Lâm Hành Nam bế quan, hắn tận lực chèn ép thế lực của Lâm Hành Nam, đến duy trì tộc nhân của mình. Lâm gia trải qua mấy trăm năm sinh sôi nảy nở, chi nhánh vô số, các chi hệ đều muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, vì chi nhánh của mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ba năm qua, Lâm gia không sai biệt lắm đã thay đổi triều đại, nếu không phải kiêng kỳ tu vi hậu thiên tầng 12 của Lâm Hành Nam, chỉ sợ Lâm Hồng Phong đã sớm xoán vị ngồi trên vị trí gia chủ. Mà năm gần đây lại liên tục truyền ra tin tức Lâm Hành Nam trùng kích thất bại, đã vẫn lạc, làm cho thời gian của Lâm là càng ngày càng không dễ qua, mượn tiền bạc mỗi tháng mà nói, chiếu quy củ là 10 lượng bạc, nhưng năm trước đã giảm bớt đến năm lượng, từ một tháng trước bắt đầu lại hạ xuống một nửa. dù nói thế nào, lâm lạc cũng là trưởng tôn của lâm gia, chỉ cần lâm hành nam một ngày vẫn là lâm gia gia chủ, điểm này là không thay đổi. người phía dưới dám cắt xén tiền bạc thường lệ của hắn tự nhiên là được trưởng sự giả ngầm đồng ý, lâm lạc chỉ có đem phẫn nộ đặt ở trong nội tâm. về phương diện khác, hắn cũng hận mình không biết tranh đấu, nếu hắn cũng có tư chất như vài cái thiên tài của lâm gia, làm sao có thể sẽ bị động như thế nằm hoán trời trách đất không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Vô số mục quang hèn mọn cũng không có làm cho ý chí tinh thần của lâm lạc xa sút cam chịu, ngược lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng kiên cường, chỉ cần nhận định con đường phía trước, dù cho té ngã một vạn lần, hắn cũng sẽ một vạn lẻ một lần đứng lên, tiếp tục đi tới. Lâm lạc từ trên giường ngồi dậy, kích hoạt ba cái khiếu huyệt hấp thụ thiên địa linh khí chung quanh, lại dùng xích dương quyết luyện hóa thành chân nguyên lực của bản thân. Võ giả, đoạt thiên địa tạo hóa để cường hóa bản thân, nghịch thiên mà đi, tu hành rất gian nan. Nhân thân có 360 khiếu huyệt, từng cái khiếu huyệt đều có thể hấp thụ linh khí chung quanh, cung ứng võ giả đánh cắp thiên địa chi linh, hóa thành bản thân chi lực. Nhưng những khiếu huyệt này cũng không phải từ nhỏ có thể hấp thụ linh khí, người bình thường sinh ra cũng chỉ có một hai cái khiếu huyệt có thể vận dụng, những cái khác thì cần thông qua hậu thiên tu luyện, kích hoạt từng cái khiếu huyệt này. Kích hoạt khiếu huyệt càng nhiều, tốc độ tu hành này tự nhiên cũng càng nhanh. Bởi vậy, phán định thiên phú tu võ của một người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn hắn kích hoạt nhiều ít khiếu huyệt là được. Lâm Lạc ra đời chỉ có một khiếu huyệt được kích hoạt, mà từ 10 tuổi bắt đầu tu võ, 7 năm qua rõ ràng chỉ kích hoạt được hai cái khiếu huyệt. Tiến cảnh tự nhiên thông thả, tu vi chính là hậu thiên hai tầng, nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người cười chết. Trong gia tộc chút ít võ giả hậu thiên hai tầng tư chất bình thường đều kích hoạt 10 cái khiếu huyệt trở lên, có thể thấy được tư chất của Lâm Lạc là kém cỡ nào. Khiếu huyệt mở rộng ra, linh khí nhét vào thân thể của ta, luyện hóa. Ông, thân thể chấn động, lâm lạc nhắm hai mắt, nhưng ý thức lại bị một cổ lực lượng không hiểu dẫn dắt, tiến nhập trong thức hải. Đây là một phiến thiên địa minh mông cuồn cuộn, hư vô, hắc ám, nhưng ở giữa thức hải nhất lại chìm nổi một tử đỉnh tàn phá, đang tàn phát ra tử quang doanh doanh. Lâm lạc mãnh liệt kinh hãi, lập tức thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trên mặt tràn đầy biểu lộ khiếp sợ. Ta sao có thể chứng kiến bộ dạng trong thức hải? thế giới bên trong, đây không phải chỉ có siêu cấp cường giả hậu thiên 10 tầng trở lên giả mới có thể làm được sao? Không thể trách hắn sợ hãi, võ giả theo như thực lực phân chia có tất cả 12 tầng cảnh giới, hắn hiện tại chỉ là hậu thiên 2 tầng, cách hậu thiên 10 tầng là xa như trời và đất. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Đúng, nhất định là ảo giác, như nói cách khác, trong thức hải của người như thế nào lại có một cái phá đỉnh chứ? Lâm Lạc thì thào tự nói, chậm rãi chân định lại, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện. chương 2, phá đỉnh, 2, ông, ý thức của hắn lại một lần nữa bị kéo vào thức hải, thấy được thiên địa hư vô hắc ám này, thấy được phá đỉnh chìm nổi kia. Chuyện gì xảy ra, Lâm Lạc mở hai mắt ra, lần này hắn có thể khẳng định, mình nhìn qua tuyệt đối không phải là ảo giác gì, mà là chân chân thật thật gì đó. Người thiếu niên không khuyết thiếu nhất đúng là mạo hiểm cùng tinh thần tò mò, Lâm Lạc lần thứ ba khoanh chân ngồi xuống, lại tiến nhập trong thức hải. Trong phiến thế giới này, hắn có thể tùy ý tung hoành, ý thức tiếp cận từ đỉnh tàn phá kia, lâm lạc theo bản năng nhận thức đến, hắn sẽ xuất hiện biến hóa như thế, hẳn là cùng phá đỉnh đơn độc kia có quan hệ. Hơn nữa, hắn càng xem đỉnh kia càng nhìn quen mắt, tựa hồ là đầu sỏ gây nên đập trúng đầu hắn ở ba ngày trước kia. Tuyệt đối là nó rồi, hắn nguyên lai tưởng rằng là một tảng đá, nhưng không nghĩ tới lại là một cái phá đỉnh. Nhưng vì cái gì cái đỉnh này sẽ ở trong thức hải của ta? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái tử đỉnh này mặc dù bị tàn phá, nhưng lại tràn đầy khí thức bằng bạc, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, làm cho tâm thần người rung động không thôi. Tử đỉnh đầy đủ hẳn là có 8 cái chân, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3, hơn nữa, thân đỉnh cũng bị tàn phá. Có chữ viết, lâm lạc chú ý tới, trên ba cái chân còn sót lại kia, tất cả đều có khắc một ký tự kỳ lạ, hắn giống như biết, lại không phải biết, chỉ cảm thấy cái đồ án này phảng phất ngưng tụ đại đạo trí nào đó lý, nói không rõ, đạo không rõ, làm cho hắn kìm lòng không được say mê trong đó. Ông, đột nhiên tử đỉnh chấn động, thức hải một mảnh chập trùng, lâm lạc bị cưỡng chế thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nằm sấp xuống, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên giường. Cổ quái, rất cổ quái, lâm lạc kỳ quái vạn phần, tựa hồ cái tử đỉnh này đang ngăn trở hắn quan sát ba chữ kia. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra văn chương nghiên mực, vắt hết óc một hồi nhớ lại, viết ra một chữ nhìn trên tử đỉnh ra. Bằng, Cuối cùng một bút rơi xuống, tờ giấy kia rõ ràng không có căn cứ vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy bàn. Mà Lâm Lạc cũng có một hồi cảm giác hư thoát, tựa hồ viết xuống chữ này rút đi toàn bộ tinh thần của hắn. Cái này, Lâm Lạc không tin tà quái, sau khi khôi phục một điểm tinh thần, cầm qua một trang giấy khác, sách bút một lần nữa viết một chữ lên. Bằng, đồng dạng là một bút cuối cùng rơi xuống, trang giấy thứ hai này liền biến thành mảnh vụn. Lâm Lạc ngây người, không để ý đầu đau muốn nứt, sách bút chạy ra phòng, ở trên một tảng đá ước chừng lớn bằng đầu người viết lên chữ này. Bằng, không ngoài dự tính, khối đá này cũng lập tức biến thành mảnh đá. Lâm Lạc đem hai chữ khác cũng viết đi ra, nhưng vẫn là ghi ở trên vật gì đó, vật đó sẽ lập tức nát bấy, không nói một điểm đạo lý. Bên trong sâu xa giống như có một cổ lực lượng không cho ba chữ kia xuất hiện, đây tột cùng là hạng lực lượng gì, rõ ràng làm cho một chữ cũng có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu như nói ta đem ba chữ kia viết lên trên người một tuyệt thế cường giả hậu thiên tầng 12, đối phương có thể cũng lập tức hóa thành mảnh vụn hay không? Cấm tự, không phải là cấm tự không thể xuất hiện trong thiên địa chứ? Ta đến tột cùng là chiếm được một kiện đồ vật như thế nào? Hắn khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa tiến vào trong thức hải, đi tới phía trước tử đỉnh này. Lần này, hắn không có nữa quan sát ba chữ trên chân vạc nữa, mà là quan sát thân đỉnh. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, thân đỉnh cũng không có địa phương cổ quái gì, trên mặt cũng không có ký tự hoặc là đồ án lâm lạc có chút thất vọng sau một hồi do dự hắn dùng ý thức đi sờ nhẹ tử đỉnh này một chút lập tức vô số kim quang từ trong tử đỉnh bay ra ở trong thức hải của hắn diễn hóa thành nguyên một đám chữ phù kim sắc sau đó lại từng cái biến mất một phần pháp quyết tối nghĩa khác sâu vào trong trí nhớ lâm lạc sáp nhập vào huyết mạch mỗi một tế bào của hắn hỗn độn dung lô lâm lạc thì thào tự nói đây là danh tự của pháp quyết tu luyện cái công pháp này tự thân là dung lô, luyện hóa hết thảy lực lượng trong thiên địa thành của mình. Thực sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Bất quá, cấm tự trên ba cái chân vạc đủ để chứng minh tử đỉnh này bất phàm, như vậy, thiên pháp quyết từ trên thân đỉnh truyền tới khẳng định cũng sẽ không phải là phàm phẩm. Lâm Lạc khó nén vẻ hưng phấn, tuy tư chất tu luyện của ta không tốt, nhưng có hỗn độn dung lô, ta có thể luyện hóa hết thảy lực lượng, đủ để đền bù nhược điểm kích hoạt số lượng khiếu huyệt không đủ. Đây là đại kỳ ngộ của ta, có thể giúp ta hóa phàm thành long. Lâm Lạc hung hăng siết nắm tay, chờ coi a, à, ta nhất định sẽ trở thành võ giả mạnh nhất, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Đợi lát nữa bảo Lưu Bá đi mua chút hít yêu đan, nhìn xem hỗn độn dung lô này có thể luyện hóa hay không, nếu có thể mà nói, ta liền lấy được một lối đi bí mật đi thông đại đạo vô thượng, cho dù hậu thiên tầng 12 cũng không phải là không có hy vọng, thậm chí có thể đánh sâu vào vô thượng tiên thiên cảnh. Bùm, nhưng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền tới một tiếng đánh tự đại, mơ hồ còn có thanh âm khắc khẩu, Lâm Lạc không khỏi cho mày, đứng lên đi ra phòng. Trong sân tổng cộng đứng bốn người, một lão nhân hơn 60 tuổi, một thiếu niên 16-17 tuổi, còn có hai tráng hán chừng 30 tuổi. Lâm Đông Bình, Lâm Lạc liếc mắt liền nhận ra được, thiếu niên kia đúng là tộc đệ của hắn, cũng là thứ tôn của đại trưởng lão Lâm Hồng Phong. Tuy so sánh với Lâm Lạc còn muốn nhỏ hơn một tuổi, nhưng Tu Vi lại đạt đến hậu thiên tầng 6, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hậu thiên tầng 7, cũng chính là bạo khí cảnh. Hậu thiên 12 tầng, Ba tầng đầu là nhập môn cảnh, tầng 4 đến tầng 6 được xưng là hổ lực cảnh, ý nói sức lớn như mãnh hổ. Một hậu thiên tầng 4 võ giả có thể dễ dàng đánh bại 10 võ giả hậu thiên tầng 3, đây là một cái bay vọt về chất. Mà hậu thiên tầng 7 đến hậu thiên tầng 9 lại được xưng là bạo khí cảnh, võ giả đạt tới cảnh giới này, chân nguyên lực có thể nhập vào cơ thể, phát huy ra các loại kỳ diệu của chân nguyên lực. Chỉ có đạt đến bạo khí cảnh, võ giả mới có thể được xưng tụng cao thủ, mà Lâm gia mặc dù có gần ngàn tộc nhân, nhưng đạt tới cảnh giới này lại không đủ trăm người, có thể thấy được trong đó gian nan. chương 3, Đại Cừu, 1, Hậu Thiên tầng 10 đến Hậu Thiên tầng 12 thì được xưng là cương khí cảnh, võ giả cảnh giới này có thể đem chân nguyên lực diễn hóa thành binh khí hay phòng ngự, biến hóa huyền diệu, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Võ giả như vậy cơ hồ chính là trụ cột vững vàng của từng gia tộc, mặc dù Lâm Gia là một trong tam đại võ tu thế gia của Bạch Dương Trấn, nhưng cương khí cảnh cao thủ cũng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Nghe nói phía trên hậu thiên tầng 12 còn có một tiên thiên cảnh, uy năng bài sơn đảo hải, là võ đạo cực hạn. Ca ca của Lâm Đông Bình tên là Lâm Đông Lưu, năm nay 23 tuổi, tu vi đã đạt đến hậu thiên 8 tầng, chính là đệ nhất cao thủ trong Lâm gia trẻ tuổi. Tuy đều là người Lâm gia, đều bởi vì các chi hệ tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau mâu thuẫn nặng nề. Mà Lâm Lạc lại là Lâm gia trưởng tôn, nhưng lại là phế vật căn cốt cực kỳ kém, không có lâm hành nam chân áp, thường xuyên có người đến thăm khiêu khích lâm đông bình này là ba ngày hai lần sẽ đến nhục nhã lâm lạc một phen dừng tay thời điểm lâm lạc xuất hiện chứng kiến hai tùy tùng của lâm đông bình đang ấu đả lão nhân lưu bá nguyên bản lâm lạc còn có hai cái tỷ nữ nhưng gần hai năm nay đều bị mượn cớ điều đi chỉ còn lại có lưu bá một là lão bộc bên người lúc này lưu bá đã bị đánh cho hấp hối chỉ là thỉnh thoảng còn có thể phát ra thanh âm hừ hừ nhỏ xíu ơ ờ, đây không phải lâm lạc tộc huynh của ta sao ha 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 không hổ là sỉ nhục của lâm gia chúng ta, lại bị một tảng đá đập cho hôn mê, thật sự là lại sáng tạo ghi chép phế vật hạng nhất. Lâm Đông Bình cười hì hì nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh bỉ. Thả Lưu Bá ra, Lâm Lạc gầm lên, cả Lâm phủ trước mắt cũng chỉ có Lưu Bá còn coi hắn là Lâm gia thiếu gia, đối với Lâm Lạc y nguyên quan tâm hết mực, hắn cũng xem Lưu Bá là thân nhân, chứng kiến Lưu Bá bị người đánh tàn bạo tự nhiên giận không kiềm được. Thả hắn, Lâm Đông Bình lạnh lùng cười. Cái lão già này rõ ràng dám ngăn cản bản thiếu gia tới thăm tộc huynh, chẳng phân biệt được tôn ti, bản thiếu gia thay tộc huynh hảo hảo quản giáo hắn thoáng một cái. Hỗn đàn, dừng tay cho ta, lâm lạc phóng tới hai cái tráng hắn này, dưới sự phẫn nộ, hắn rõ ràng không có phát giác vô luận là lâm đông bình, hay là hai tùy tùng và lưu bá, trên người đều phát ra một tầng vầng sáng, chỉ là độ sáng hơi yếu mà thôi. Tộc huynh, làm gì vì một lão cẩu mà sinh khí lớn như vậy? Thân ảnh lâm đông bình lóe lên, chắn ở trước mặt lâm lạc, thanh âm âm lãnh. Tiếp tục đánh cho ta, đánh chết lão cầu kia. Vâng, nhị thiếu ra, hai tùy tùng này lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đối với lưu bá quyền đấm cước đá. Ba ba ba, thanh âm khớp xương đứt gãy thỉnh thoảng truyền đến, mặt mũi lưu bá tràn đầy là huyết, dĩ nhiên mất đi chi giác. Lâm đông bình, lâm lạc phẫn nộ đến cuồng bạo, dơ lên một quyền hướng đối phương oanh tới. Sách sách sách, ta nói tộc huynh này, thực lực của ngươi chỉ là hậu thiên hai tầng, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Đông Bình bắt được cổ tay của Lâm Lạc, dùng sức chấn động, Lâm Lạc lập tức bị quảng đi ra ngoài, thoáng cái đụng trên mặt đất. Lâm Lạc giấy ruộng đứng lên, lại hướng lưu bá vào tới, nhưng lập tức lại bị Lâm Đông Bình một cước đá trở về. Một lần, hai lần, ba lần, Lâm Lạc đồng dạng mình đầy thương tích, nhưng lưu bá đã không có động tính. Lâm Đông Bình, người nhất định sẽ hối hận vì ngươi sở tác sở vi hôm nay. Lâm Lạc giấy dụa lấy lại lần nữa đứng lên, ánh mắt huyết hồng, hai đấm nắm chặt, móng tay véo rách ra thịt, chảy xuống máu tươi đỏ thấm, nhưng hắn lại như không có phát giác ra, chỉ là lạnh như băng nhìn xem Lâm Đông Bình. Cho dù dùng tu vi của Lâm Đông Bình, bị đôi con người băng lãnh này của Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào cũng ẩn ẩn có chút tim đập nhanh, nhưng hắn lập tức cười ha ha. Phế vật, người đời này sẽ không có cơ hội như vậy, thành thành thật thật làm phế vật của ngươi đi thôi. Phế vật, phế vật, phế vật, chúng ta đi, Lâm Đông Bình mang theo hai tùy tùng nghênh ngang rời đi. Lưu bá, lâm lạc lung la lung lay đi tới bên cạnh lão nhân hai tay ôm lấy lưu bá đã huyết nhục mơ hồ nhưng thân thể của lão nhân đã lạnh như băng a à, lâm lạc ngửa mặt lên trời giống giận như muốn tê thiên liệt địa nếu như hắn đủ cường đại hắn đã có thể cứu lưu bá nếu như hắn đủ cường đại hắn có thể một quyền oanh giết ba người trước mặt này nếu như hắn đủ cường đại lâm đông bình căn bản không dám tới khiêu khích ta muốn trở nên mạnh mẽ ta muốn trở nên mạnh mẽ trong lòng lâm lạc giống giận sát ý của hắn bốc lên vô hạn, thù của Lưu Bá nhất định phải báo. Nhất định, ra ra, ta đã dựa theo người phân phó, giết lão cầu kia rồi. Lâm Đông Bình vô cùng cung kính đứng ở trước mặt một hoa giáp lão nhân. Biết rõ cháu nội duy nhất bị nhục lớn như thế, cũng không tin lão quỷ kia còn có thể nhịn được. Chỉ cần hắn xuất hiện, lão phu có thể biết rõ hắn sau khi trùng kích thất bại để lại tai họa ngầm lớn cỡ nào, nếu như có thể. Hắc hắc, hoa giáp lão nhân lộ ra một vòng tiếu rung âm trầm, Hắn, dĩ nhiên là lâm gia đại trưởng lão Lâm Hồng Phong, cũng là người chủ trì lâm gia trước mắt. Ra ra, nếu lão bất tử này còn có thể nhịn được thì sao? Đợi một tháng thời gian, nếu như lão quỷ kia còn không xuất hiện, người phái người đi phế lâm lạc một chân cho ta. Bất quá, đừng cho người lưu lại sơ hở, dù sao thanh danh giết hại tộc nhân cũng không tốt, vài trưởng lão khác đều nhìn chầm chầm vào vị trí gia chủ, không thể làm cho người ta lưu lại miệng lưỡi. Vâng, ra ra, lưu bá, đều do lâm lạc vô năng. Tài làm phiền hà ngươi, lâm lạc thề với trời, nhất định sẽ cho những người kia nợ máu trả bằng máu, khiến cho ngươi ở dưới cửu quyền nghỉ ngơi. ở trước một ngôi mộ mới đắp, lâm lạc đứng lên, hắn đã ở nơi này quỳ nửa ngày rồi. một mặt oán hận không làm nên chuyện gì, muốn báo thù cần có được lực lượng cường đại, ra ra một mực bế quan, trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có chính hắn, đem hết thảy phẫn nộ trồn ở trong nội tâm, lâm lạc tâm như chỉ thủy, một quang cứng cỏi, một hướng không về. Tuy nói tiền bạc của hắn gần 2 năm qua một mực bị cắt xén, nhưng tăng thêm mấy năm trước tích lũy, Lâm Lạc vẫn là có hơn 400 lượng bạc gửi tiền trang, hắn lấy 100 lượng bạc ngân phiếu, sau khi đi ra Lâm ra, liền tới một tiệm bán thuốc gần nhất. chương 4, Đại Cừu, 2, át cái gọi là cùng văn phú vũ, võ giả tu hành không thể thiếu đan dược duy trì. Tỷ như tăng nguyên đan, trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm, ăn vào có thể trực tiếp luyện hóa thành chân nguyên lực, không cần võ giả thông qua khiếu huyệt đến thu nạp thiên địa linh khí, trên diện rộng tăng lên tốc độ tu hành. Đương nhiên, đồ chơi này giá cả cũng quý đến thái quá, một ngàn lượng bạc một khỏa còn thường xuyên không có hàng. Mà một gia đình ba người bình thường một tháng tốn hao cũng không quá 10 lượng bạc, chỉ có đại gia tộc mới có thể mua được mà thôi. Lâm Lạc ở trước khi Lâm Hành Nam bế quan còn nếm qua vài khỏa tăng nguyên đan, hắn có thể đạt tới hậu thiên hai tầng cũng toàn bộ dựa vào vài khỏa đan dược này, chỉ là sau khi Lâm Hành Nam bế quan, hắn tự nhiên chặt đứt cung ứng đan dược, đồ chơi này là hàng khan hiếm, cung cấp gia tộc trẻ tuổi tuấn kiệt cũng không đủ, há có thể lãng phí ở trên người của hắn. Hơn nữa võ giả khó tránh khỏi sẽ bị thương, như bổ huyết tán, sinh cơ đan. Các loại dược vật trị liệu cũng phi thường được hoan nghênh, khi Lâm Lạc đi vào dược điếm tên Quảng Hòa này, trong tiệm tuy không thể nói là kín người hết chỗ, nhưng vẫn có hai mươi mấy khách hàng. Kỳ quái, cùng nhau đi tới này, Lâm Lạc liền phát hiện không đúng, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều tản ra vầng sáng bất đồng, đặc biệt vài khách nhân trong tiệm thuốc này thật giống như một hỏa lò, quang diễm hừng hực. Chẳng lẽ đây là tu vi của mỗi người sao? Vâng sáng càng sáng, đại biểu cho lực lượng càng mạnh. Lâm lạc đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt thủy chung không hề động qua thanh sắc. Không sai, hỗn độn dung lô cư nhiên được xưng có thể luyện hóa vạn vật chi lực, tự nhiên có thể đoán được năng lượng ẩn chứa trong một kiện đồ vật. Bất quá, đối với ta mà nói, những tu vi thế cai còn không phải ta có thể đụng vào. Khách nhân, không biết ngài muốn mua cái gì một phục vụ hơn 20 tuổi đón chào. a à, ta muốn mua chút ít yêu hạch, Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Khách nhân, người cần bao nhiêu yêu hạch, có yêu cầu thuộc tính đặc biệt gì không? Bên trong thiên địa, ngoại trừ nhân loại là vạn vật chi linh ra, có không ít giã thú từ nhỏ biết tu luyện, đồng dạng có thể đạt tới bạo khí cảnh, thậm chí cương khí cảnh, những giã thú này được xưng là mãnh thú. Yêu hạch chính là tinh hoa của mãnh thú, ẩn chứa tất cả lực lượng của mãnh thú, là tài liệu vô cùng chân quý, công dụng phổ biến nhất chính là để luyện chế đan dược. Chủ tài liệu của tăng nguyên đan chính là yêu hạch, chỉ là phương pháp luyện chế đan dược này không có bị người của võ tu thế ra nắm giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm dược điếm trong trấn đại phát hoành tài. Thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành diễn hóa vạn vật. Lâm lạc tu luyện xích dương quyết có thể hấp thụ linh khí hỏa thuộc tính trong thiên địa, luyện hóa thành hỏa hệ chân nguyên lực, mà mãnh thú cũng giống như thế, bởi vậy yêu hạch chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại. Lâm lạc nghĩ nghĩ, nói, nhị gia yêu hạch đến lục gia yêu hạch, tất cả muốn một khỏa, đều là hỏa thuộc tính. Vâng, khách nhân ngài chờ một chút, phục vụ viên này đáp ứng một tiếng, rất nhanh mang sang một cái khay, trên mặt bầy đặt năm hạt châu lớn nhỏ không đều, lớn nhất chỉ bằng chứng bồ câu lớn, đều hiện lên hỏa hồng sắc. Nhị gia yêu hạch ba lượng bạc một khỏa, tam gia yêu hạch năm lượng bạc một khỏa, tứ gia yêu hạch 10 lượng bạc một khỏa, ngũ gia yêu hạch 20 lượng bạc một khỏa, lục gia yêu hạch 40 lượng bạc một khỏa, tổng cộng 78 lượng bạc. Lâm Lạc gật gật đầu, lấy ra 8 ngân phiếu mệnh giá 10 lượng đưa tới. Trong mắt hắn, năm khỏa yêu hạch này đồng dạng tản mát ra vầng sáng bất đồng, mà thực lực mãnh thú phân chia cũng là tham chiếu hậu thiên 12 tầng của nhân loại võ giả, bởi vậy, lực lượng nhị giai yêu hạch tương đương với một võ giả hậu thiên 2 tầng, lực lượng lục giai yêu hạch tương đương với một võ giả hậu thiên 6 tầng. Có đối tượng so sánh trực quan như vậy, Lâm Lạc rất dễ dàng nhận ra thực lực mỗi người trong tiệm thuốc này, 7 hậu thiên tầng 6, 14 hậu thiên tầng 5, lập tức trở về nhà, luyện hóa yêu hạch, nhìn xem hỗn độn dung lô này đến tột cùng thần kỳ đến cỡ nào. Lâm Lạc trở lại lâm gia, ở trong phòng của mình khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quả nhị giai yêu hạch. Là long là trùng, tất cả ở lần này, hỗn độn dung lô vận chuyển, từ đỉnh trong thức hải của Lâm Lạc đột nhiên run lên, khẽ phòng trầm xuống, một lực hấp dẫn cường đại lập tức từ trong lòng bàn tay Lâm Lạc phát ra, cưỡng chế thu lấy tinh hoa trong yêu hạch. Lực lượng trong yêu hạch căn bản không thể bị võ giả trực tiếp hấp thu phải luyện thành đan dược mới có thể cho nhân loại sử dụng. Nhưng cái định luật này ở trong mắt lâm lạc, hoặc là nói ở trước mặt hỗn độn dung lô thì không có chút ý nghĩa, chỉ cần ngươi có năng lượng, vậy tất cả đều bị ta hấp thu. Lực lượng bàng bạc liên tục không ngừng từ bên trong yêu hạch tràn vào trong cơ thể lâm lạc, bị xích dương quyết luyện hóa thành hỏa thuộc tính chân nguyên lực của bản thân, lớn mạnh đan hạch trong đan điền. Hậu thiên nhị tầng trung kỳ, hậu thiên nhị tầng hậu kỳ. Lâm lạc bị một cảm giác đói mãnh liệt làm bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy dương quang sáng chói cũng không biết lúc này hắn ngồi xuống qua bao lâu. Thần kỳ, quá thần kỳ, tu vi của ta rõ ràng từ hậu thiên nhị tầng sơ kỳ nhất cử nhảy lên đến hậu thiên nhị tầng hậu kỳ, cách hậu thiên tam tầng cũng không xa. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ bí mật hỗn độn dung lô cùng tử đỉnh trong thức hải, cái uy năng này quá mức nghịch thiên, bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra tham niệm, mà lực lượng trước mắt của ta còn chưa đủ để bảo trụ bảo vật, ta phải giữ nghiêm bí mật, nếu không chắc chắn rước họa vào thân. Lâm lạc cũng không có bị kinh nghỉ làm cho hôn mê đầu óc, ngược lại là tỉnh táo tự hỏi. Đại trưởng lão nhất hệ chỉ ít có hậu thiên thập nhất tầng cao thủ, trước khi ra ra không có xuất quan, ta phải ẩn nhẫn. Nếu không chẳng những không thể báo thù cho Lưu Bá, còn phải đem mình góp đi vào. Bất quá Lưu Bá người yên tâm, thời gian báo thù cho người tuyệt sẽ không quá xa. Lâm lạc đi phòng bếp lấy một ít thức ăn, mà hắn thế mới biết lúc trước hắn rõ ràng một hơi tu luyện hai ngày hai đêm, trách không được sẽ đói như vậy. Lâm Lạc Lang thôn hổ yết, rất nhanh liền đem đồ ăn hế quét là sạch. Chương 5, liên tục đột phá, tiếp tục tu luyện, ta đã rất lại phía sau bọn người Lâm Đông Lưu quá nhiều, nhất định phải vượt qua. Hơn nữa, nếu ra ra suất quan chứng kiến ta có tiền đồ, nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, cầm qua viên nhị giai yêu hạch này, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trải qua hắn hai ngày hai đêm luyện hóa, tinh hoa trong nhị giai yêu hạch đã còn thừa không nhiều, miếng cưỡng đem tu vi của hắn đưa lên hậu thiên nhị tầng đỉnh phong, liền biến thành một đống mảnh vụn, phiêu tán ở trong không khí. Lại đến, Lâm Lạc sinh tâm hung ác, trực tiếp lấy ra một quả lục gia yêu hạch, so sánh xuống dưới, trong lục gia yêu hạch này có năng lượng khổng lồ, không sai biệt lắm là gấp trăm lần nhị giai yêu hạch. Mà đột phá bình cảnh, cần có chân nguyên lực tích lũy rất lớn, nhưng một quả lục giai yêu hạch là tuyệt đối đủ. Oanh, Lâm Lạc vừa mới vận chuyển hỗn độn dung lô, trong lục gia yêu hạch lập khắc tuôn ra năng lượng vô cùng cuồng bạo, tương đương với một kích toàn lực của cao thủ hậu thiên sáu tầng, lập tức chấn đắc lỗ chân lông toàn thân lâm lạc tràn ra huyết, trong miệng máu tươi cuồng phun. Nếu không phải tử đỉnh trong thức hải run lên, hấp thu đi đại bộ phận năng lượng, xương cốt, huyết nhục toàn thân lâm lạc sẽ bị chấn nát bấy. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lâm lạc cười khổ lắc đầu, lục gia yêu hạch đối với ta trước mắt mà nói, không phải thuốc bổ mà là độc dược. Đó cũng không phải hỗn độn dung lô không được, mà là nội tình của ta thật sự quá kém. Hắn lấy ra một khỏa tam gia yêu hạch, cần cần rực rực vận chuyển hỗn độn dung lô, nếu đồng dạng không cách nào luyện hóa năng lượng khổng lồ này, vậy hắn cũng chỉ có thể một lần nữa đi mua nhị gia yêu hạch. Ông, tử đỉnh trong thức hải run lên, hỗn độn dung lô vận chuyển, năng lượng bàng bạc lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể lâm lạc. Tuy năng lượng này nếu so với nhị gia yêu hạch thì nhiều gấp đôi, nhưng còn trong phạm vi lâm lạc có thể thừa nhận. Từ hậu thiên nhị tầng đỉnh phong bắt đầu, không ngừng tích lũy tích lũy tích lũy thật giống như hồng thủy cuồn cuộn sau khi xúc tích tới trình độ nhất định có thể giải khai bình cảnh không sai biệt lắm trong lòng lâm lạc nói ra đan hạch của hắn đã bị chân nguyên lực tràn ngập hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục dung nạp càng nhiều chân nguyên lực hơn nữa nếu không đan hạch sẽ bị chân nguyên lực chen chúc bạo nổ đánh sâu vào đánh sâu vào đánh sâu vào bùm khẩu tích bạc phát nước chảy thành sông toàn thân không hiểu buông lỏng đan hạch trong đan điền lâm lạc đột nhiên khuếch trương, so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa lâm lạc có thể dung nạp chân nguyên lực so với trước kia lật ra hai lần, lực lượng cũng tùy theo bội tăng. Hậu thiên tam tầng, lâm lạc từ trên mặt đất nhảy lên, phát ra một tiếng rung trời như giống giận, tựa hồ tất cả lửa giận muốn thông qua một tiếng giống này phát tiết đi ra ngoài. Tuy chỉ là tăng lên một tầng, nhưng lâm lạc rõ ràng cảm thấy bất đồng, thính lực, thị lực đều có tăng trưởng không nhỏ. Đây vẫn chỉ là hậu thiên nhị tầng đến hậu thiên tam tầng, nếu có thể đột phá hậu thiên tầng 4, cái tăng lên này còn muốn lớn hơn. Khổ lực cảnh, bạo khí cảnh, cương khí cảnh, từng cảnh giới tăng lên đều đại biểu cho sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc không kịp vì mình đột phá mà cảm thấy tâm hỉ, cảm giác đói khát mãnh liệt làm hắn không khỏi nhanh chân chạy tới phòng bếp, mà lần này hắn rõ ràng tu luyện 3 ngày 3 đêm, so với một lần trước còn muốn lâu hơn. Sau một phen lang thôn hổ yết, hắn mới cảm thấy mỹ mãn sờ lên bụng, hắn đối với tử đỉnh trong thức hải càng ngày càng hiếu kỳ, cái này ở trạng thái tàn phá đã có uy năng như thế, nếu thời điểm ở trạng thái hoàn chỉnh uy lực kia sẽ như thế nào? Vật như vậy thực sự là nhân loại tạo nên sao? Lâm Lạc không khỏi tràn đầy kính sợ, nếu cái tử đỉnh này là xuất phát từ trong tay luyện khí đại sư, như vậy hắn há không phải có thể đơn giản bồi dưỡng được vô số hậu thiên tầng 12, thậm chí cao thủ tiên thiên cảnh sao? Nếu là nhân loại tạo thành, có thể khắc ba cấm tự mà thiên địa không thể dung sao? Thử nghĩ, ba cấm tự này có thể khác ở phía trên tử đỉnh mà không hủy, như vậy cái tử đỉnh này sẽ cứng rắn như thế nào? Nhưng tử đỉnh chỉ có thể nói là thần vật này, tám chân lại bị chặt mất năm cái, đỉnh thân vỡ tan, cơ hồ phá hủy toàn bộ, kia lại là loại lực lượng gì mới có thể làm được? Sau lưng đại kỳ ngộ này, cũng ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Trong nội tâm lâm lạc lại cảnh giác, về chuyện tình tử đỉnh tuyệt không có thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trở lại trong phòng của mình, Lâm Lạc lấy ra viên tam giai yêu hạch tiếp tục tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời điểm đánh sâu vào hậu thiên tam tầng, tinh hoa trong khỏa yêu hạch này đã bị tiêu hao một phần ba, mà Lâm Lạc tiến vào hậu thiên tam tầng, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên rất nhiều, gần kề hai ngày thời gian, khỏa tam giai yêu hạch này liền biến thành mảnh vụn. Hậu thiên tam tầng trung kỳ, Lâm Lạc thỏa mãn gật đầu, ta bây giờ là hậu thiên tam tầng, hẳn là có thể luyện hóa tứ giai yêu hạch đi. Hắn thử nghĩ, theo lực lượng hắn tăng lên, quả nhiên có thể tiếp nhận được năng lượng của tứ gia yêu hạch đánh sâu vào, nhưng ngũ gia yêu hạch lại không được, chấn đắc hắn lập tức phun một búng máu tươi. Xem ra, trước mắt cực hạn chỉ có thể vượt qua một tầng thứ mà thôi. Lâm lạc tay cầm tứ gia yêu hạch, hỗn độn dung lô vận chuyển, liên tục hấp thu tinh hoa trong đó, chuyển hóa làm chân nguyên lực bản thân. Hậu thiên tam tầng trung kỳ, hậu thiên tam tầng hậu kỳ, bốn ngày sau. Năng lượng trong khỏa tứ gia yêu hạch này bị lâm lạc hoàn toàn luyện hóa, đồng dạng biến thành một đống mảnh vụn. Ngũ giai yêu hạch trước mắt còn không cách nào luyện hóa, chỉ có thể lại đi mua vài khỏa tứ giai yêu hạch, so sánh xuống dưới, năng lượng trong nhị giai, tam giai yêu hạch quá ít, nhưng giá tiền lại xa xỉ, xa không có lời bằng tứ giai yêu hạch. Bất quá, tứ giai yêu hạch cũng phải 10 lượng bạc một khỏa, tuy ta còn có hơn 300 lượng bạc tích xúc, nhưng lục giai yêu hạch cao tới 100 lượng bạc, chút tiền của ta căn bản không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, lâm lạc là đau nhức cũng khoái hoạt, có thể trực tiếp luyện hóa lực lượng trong yêu hạch, đó là từng võ giả tha thiết ước mơ, so sánh xuống dưới, một khỏa tăng nguyên đan hạ phẩm ngay cả một phần trăm tác dụng cũng không đạt được, nhưng giá cả lại muốn thập bội, gấp trăm lần, lâm lạc không biết giảm đi bao nhiêu tiền, lại nhanh gấp bao nhiêu lần. chương 6, Ác Nô, 1, át nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải là biện pháp, theo tu vi tăng lên, số lượng yêu hạch tiêu hao này cũng là càng ngày càng nhiều, 400 lượng bạc có thể làm cho một gia đình ba người sống trên 3-4 năm, nhưng hoa phí trên tu hành mà nói, một chút cũng không đủ xem. Lâm Lạc mua 10 khỏa tứ giai hỏa hệ yêu hạch, lại mất 100 lượng bạc của hắn, nhiều năm tích xúc như vậy chỉ là hai lần mua liền xài một nửa. Lâm Lạc cũng không có đau lòng, bạc tự nhiên là dùng để tiêu, bày đặt ở đó cũng không thể tăng lên thực lực của hắn. Hơn nữa sau khi đặt chân tới hổ lực cảnh, hắn có thể chính thức được xưng tụng là nhất danh võ giả, trên đường tu luyện của võ giả, nhập môn cảnh nhiều vô số kể, là con kiến hôi chân chính. Xích dương quyết vận chuyển, hỗn độn dung lô mở rộng ra, luyện hóa. Lâm Lạc một lòng tu luyện, chỉ có thời điểm bụng đói khó nhịn mới có thể đi phòng bếp lấp đầy bụng, thời gian khác vẫn là tu luyện. Hậu thiên tam tầng đỉnh phong, lại là hai ngày sau đó, Lâm Lạc đi tới quan khẩu đột phá. Nhưng hổ lực cảnh chính là một bay vọt cự đại, một võ giả hậu thiên tầng bốn ít nhất phải cường đại thập bội so với một võ giả hậu thiên tam tầng, mà khó khăn khi trùng kích tự nhiên cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Xúc tích lực lượng, đánh sâu vào bình cảnh hai canh giờ sau, hắn bắt đầu lần đầu tiên đánh sâu vào. Thất bại, chân nguyên lực khổng lồ giống như thủy triều tuôn trở về, lâm lạc như gặp phải trọng kích, toàn thân đều là một hồi run rẩy dữ dội, khí huyết sôi trào, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Đánh sâu vào bình cảnh, cái này kỳ thật là phi thường nguy hiểm. Thành công tự nhiên ngư dược long môn, nhưng không có đột phá mà nói, thì sẽ gặp đến chân nguyên lực cắn trả, nghiêm trọng thậm chí sẽ đánh nát đan hạch, làm cho toàn bộ trả giá lúc trước của võ giả biến thành bọt nước may mắn lâm lạc chỉ là bị một chút khó thở sau mấy lần hô hấp khí huyết toàn thân của hắn liền ổn lại lại đến lâm lạc tiếp tục luyện hóa yêu hạch liên tục không ngừng sản sinh chân nguyên lực lấp đầy đan hạch của hắn thời điểm lần đầu tiên hắn xác thực là chờ đan hạch tràn ngập hoàn toàn mới bắt đầu đánh sâu vào nhưng hiển nhiên tích lũy như vậy vẫn là chưa đủ hắn cần xúc tích càng nhiều chân nguyên lực nữa mới được luyện hóa luyện hóa luyện hóa chân nguyên lực liên tục tích lũy Lâm Lạc bắt đầu lần thứ hai đánh sâu vào. Thất bại, thất bại, thất bại, thần kinh của Lâm Lạc đã sớm ở trong vô số lần cười nhạo rèn luyện được cứng cỏi vô cùng, tuy lần lượt thất bại, nhưng hắn lại không có chút nào để ở trong lòng, thất bại lại đến, lại đến, lại đến. Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần, sau mỗi lần thất bại, hắn đều xúc tích càng nhiều chân nguyên lực tiến hành trùng kích. Rốt cục, chân nguyên lực tích xúc đến điểm tới hạn nào đó, cánh cửa trở ngại hắn đã bị công phá, toàn thân Lâm Lạc run lên, như là đột nhiên bị chọc xuyên, cả người thông thuận thoải mái nói không nên lời. Chân nguyên lực lưu chuyển tự nhiên, đan hạch khuếch trương trọn vẹn hơn thập bội. Hậu thiên tầng 4, hổ lực cảnh, đột phá, ngắn ngủn 10 ngày đã đột phá hai trình tự, cái này nếu nói ra tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người giật mình đến trong mắt cũng chừng đi ra. Huống chi trong này còn vượt qua một đại cảnh giới, cho dù là Lâm Đông lưu được vinh dự là đệ nhất thiên tài của Lâm gia, lúc trước ở bình cảnh hổ lực cảnh cũng giữ chân hắn dài đến 3 tháng. Một khi đột phá đại cảnh giới, như vậy đột phá hai tầng kế tiếp liền không còn khó khăn, chỉ cần tích xúc đến đủ chân nguyên lực, đột phá là nước chảy thành sông. Nhưng buồn cười chính là, tuy lâm lạc đạt đến hậu thiên tầng 4, nhưng số lượng khiếu huyệt kích hoạt cũng chỉ có 5 cái đáng thương. 5 cái khiếu huyệt kích hoạt, so sánh với một ít thiên tài, người ta vừa sinh ra, số lượng khiếu huyệt kích hoạt khả năng cũng không dừng lại ở số này. Lá rơi, trùng động, gió lay, nước chảy, Ngoài phòng bất luận một tia động tính rất nhỏ gì cũng khó thoát khỏi linh giác của Lâm Lạc, điều này làm cho hắn có loại cảm giác khống chế hết thảy, phi thường bay bổng. Lâm Lạc cũng không có tự đắc, tuy hiện tại tốc độ tu hành của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng khởi bước quá muộn, chỉ là hậu thiên tầng 4 tu vi, ném đi ra bên ngoài đây chính là vừa nắm một bó to. Chỉ có tiến nhập bạo khí cảnh mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng cao thủ. Bất quá hiện tại ta bước chân vào hổ lực cảnh, rốt cục có thể tu luyện vũ kỹ rồi nhãn tình lâm lạc sáng lên, lâm ra quy định, Phạm là đệ tử gia tộc đạt tới hậu thiên tầng 4, sau khi trải qua xác nhận có thể được đến gia tộc truyền thụ cho một môn vũ kỹ. Đương nhiên, lâm lạc thân là cháu nội duy nhất của lâm hành nam vẫn còn có chút đặc quyền, sớm đã lấy được một quyền vũ kỹ ban thưởng, chỉ là hắn một mực không có tiến vào hổ lực cảnh, bản vũ kỹ này cũng chỉ có thể một mực bị để đó. Cái gì gọi là vũ kỹ? So sánh một ví dụ đơn giản, pháp quyết giống như là công cụ kiếm tiền, làm cho võ giả đem linh khí luyện hóa thành chân nguyên lực, mà vũ kỹ chính là dùng tiền, đem chân nguyên lực tiêu xài đi ra ngoài. Lâm Lạc tiến vào thư phòng, đem một quyển thư tịch gác xó ra. Đây là vũ kỹ hổ ảnh quyền phổ, chính là một môn vũ kỹ thập phần cao thâm của Lâm gia, chỉ có tộc nhân địa vị so sánh tôn sùng ở Lâm gia mới có thể tu tập. Tuy Lâm Lạc sớm mượn đến, nhưng hắn đã đáp ứng ra gia Lâm Hành Nam là không có bước vào hậu thiên tầng 4 là tuyệt không lật xem. Hắn từ trước đến nay là người hết lòng tuân thủ lời thề, bởi vậy bản vũ kỹ này hắn vẫn là lần đầu tiên mở ra. Hồ ảnh quyền tổng cộng cũng chỉ có 8 thức, nhưng ngàn vạn lần không cần phải bởi vậy mà xem thường uy lực bộ quyền pháp này. Thức thứ nhất của hồ ảnh quyền có thể làm cho võ giả ở trong nháy mắt vanh ra hai quyền, đạt tới loại hiệu quả như công kích gấp đôi, xưng là nhất ảnh. Mà từ nay về sau mỗi một thức đều có thể gia tăng nhất ảnh, thời điểm đến thứ 8 ảnh, chính là trong nháy mắt đánh ra 9 quyền. Dù lấy lâm lạc làm thí dụ, nếu như hắn có thể trong nháy mắt oanh ra chín quyền mà nói, tương đương với võ giả chín hậu thiên tầng 4 liên thủ cùng đánh. Cái này cơ hồ có thể chết ngay lập tức võ giả cùng dai, cho dù hậu thiên tầng 5 võ giả cũng có thể chiến thắng, tất nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không biết võ kỹ. chương 7, Agno, 2, đương nhiên, hồ ảnh quyền đối với chân nguyên lực võ giả tiêu hao cũng là cự đại. Đây cũng không phải là chuyện tình một thêm một bằng hai, nếu như lâm lạc toàn lực ứng phó có thể chém ra 100 quyền kiệt lực lời nói, sử dụng nhất ảnh này nhiều nhất chỉ là 30 quyền sẽ chống đỡ hết nổi, nhị ảnh khả năng chỉ có 10 quyền. Cũng chỉ có sau khi đạt tới hổ lực cảnh, võ giả mới có đủ chân nguyên lực đến vận chuyển vũ kỹ, nếu không còn không có đợi đánh ngã địch nhân, chính mình trước kiệt lực mà chết, đây không phải tự tìm đường chết sao. Lâm Lạc lập tức bị bộ quyền pháp này làm cho mê mẩn, không nhịn được nghiên cứu lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thiên tư của ta vẫn là quá kém, lâu như vậy mới luyện đến đệ tam ảnh thời điểm mặt trời tây hạ lâm lạc thu hồi quyền thế lại một lần nữa vì thiên phú của mình mà cảm khái lên nếu có một cao thủ ở đây mà nói tất nhiên sẽ một cái tát đập lâm lạc trở mình trên mặt đất ngắn ngủn hơn ba canh giờ thì đến được cảnh giới tam ảnh cái này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người người bình thường khả năng một hai tháng sau mới có thể đạt tới nhất ảnh một năm sau mới có thể tam ảnh mà ngũ ảnh chính là cực hạn cả đời tuy căn cốt của lâm lạc cực kỳ kém nhưng lĩnh ngộ ở trên vũ kỹ lại cực kỳ kinh người lực lĩnh ngộ như vậy đã không phải là thiên tài có thể hình dung, hoàn toàn chính là cấp bậc yêu nghiệt. Chỉ có điều hắn trước kia không có tư cách tu tập vũ khí, Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái dạng tiến độ gì mới tính bình thường, cái dạng tiến độ gì gọi là nghịch thiên. Có thể nói, lão thiên gia vẫn là rất công bình, tuy cho Lâm Lạc một bộ căn cốt cực kỳ kém, nhưng ở phương diện lực lĩnh ngộ lại cực kỳ kinh người. Mà hiện tại Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, đủ để đền bù phương diện căn cốt không đủ, lại phối hợp năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ kinh người của hắn, nhất định có thể mở ra một thông thiên đại đạo. Nếm qua cơm tối xong, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện, dùng hỗn độn dung lô luyện hóa yêu hạch, tiến triển tiến cảnh cực nhanh. Buổi chiều, hắn một mình luyện tập hồ ảnh quyền, những lúc khác toàn bộ dùng để vận chuyển hỗn độn dung lô luyện hóa yêu hạch, để sớm ngày đột phá hậu thiên tầng 5. Nhưng Lâm Lạc rất nhanh liền phát hiện, hắn thủy chung chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn tứ ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, chân nguyên lực trước mắt của hắn chỉ đủ hắn đánh ra tứ ảnh mà thôi. Theo như suy đoán của hắn, mỗi nhiều nhất ảnh lực lượng yêu cầu tăng lên một trình tự, muốn đạt tới cảnh giới cao nhất là bắt ảnh, cần đạt tới hậu thiên tám tầng mới được. Hơn nữa, cho dù dùng chân nguyên lực trước mắt của hắn, nếu sử dụng hổ ảnh quyền thức thứ tư hổ chiến tứ tượng này, cũng gần kề chỉ đủ duy trì hắn đánh ra 11 quyền mà thôi, không phải là hắn kém, mà là tứ ảnh đối với chân nguyên lực tiêu hao thật sự quá lớn. Tu luyện không ngày không tháng, rất nhanh lại là 10 ngày qua đi, Lâm Lạc cũng đã tới hậu thiên tầng 4 đỉnh phong, nhưng hắn không thể không đình chỉ tu luyện, bởi vì ngoại trừ một khỏa lục gia yêu hạch ra, yêu hạch khác trong tay hắn đã bị tiêu xài không còn. Lấy ra tích xúc còn lại, Lâm Lạc lại đi tiệm bán thuốc một chuyến, mua 10 khỏa ngũ gia yêu hạch, 200 lượng bạc giống như nước chảy hao tốn đi ra ngoài tiền trên người hắn gần kề chỉ còn 7 lượng bạc vụn. Nói cách khác, sau khi luyện hóa xong 10 khỏa yêu hạch này, hắn sẽ gặp phải quẫn cảnh cạn lương thực. Không có yêu hạch, cái này ý nghĩa tốc độ tu hành của Lâm Lạc sẽ trở lại như trước kia, tốc độ như rùa bò, điều này làm cho hắn đã nếm đến ngon ngọt làm sao có thể tiếp nhận. Như thế nào lấy tới tiền, cái này đã trở thành vấn đề không nhỏ bầy ở trước mặt, cần hắn bức thiết phải giải quyết. Thời điểm Lâm Lạc trở lại tiểu viện của mình, ngoài ý định nhìn thấy được hai tùy tùng của Lâm Đông Bình, cũng là hai người đánh chết lưu bá kia. Tuy bọn họ chỉ là đồng lõa, tay sai, nhưng cũng không thể giảm đi sát ý của Lâm Lạc đối với bọn hắn. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đã nắm lại hai đấm, mắt huyết hồng như muốn phóng hỏa. La Hổ cùng Tôn Quý Lâm tự cho là thực lực không kém, Lâm Đông Bình muốn bọn họ tới cho Lâm Lạc một cái giáo huấn nho nhỏ, cố ý chọc giận Lâm Lạc làm cho hắn chủ động ra tay, nhưng mà thời điểm tự vệ không cẩn thận cắt đứt một chân của Lâm Lạc. Thực lực hai người bọn họ đều là hậu thiên tầng 4, tuy xưng không được cao thủ, nhưng muốn thu thập một tiểu tử hậu thiên nhị tầng đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Nhị thiếu nói, sau khi làm tốt chuyện này sẽ cho bọn họ ở thúy hương lâu hảo hảo chơi mấy ngày ơ ờ, đây không phải phế vật thiếu gia của lâm gia chúng ta sao la hổ dùng mục quang khinh thường quét nhìn lâm lạc mục đích tự nhiên là muốn kích lâm lạc ra tay dù sao bọn họ cũng là hạ nhân không thể phạm thượng làm loạt nhưng thời điểm tự vệ không cẩn thận dùng lực quá độ vậy thì không ai sẽ nói cái gì dù sao trước mắt đương gia lâm gia chính là lâm hồng phong kỳ thật không cần hai người la hổ khiêu khích lâm lạc căn bản không có tính toán buông tha hai người này Lưu bá thi cốt chưa hàn, vừa vặn đưa hai người này xuống dưới bồi tội. Không phải lâm lạc tự đại, từ vầng sáng mà hai người này phát ra đến xem, tu vi bọn họ bất quá là hậu thiên tầng 4 trung kỳ, đã kém hơn lâm lạc, hơn nữa lâm lạc còn có vũ kỹ trong tay. Vũ kỹ, đây cũng không phải là mỗi võ giả đều có tư cách tu tập. Người họ khác muốn được lâm gia tặng vũ kỹ, tu vi ít nhất phải đạt tới bạo khí cảnh, còn phải có văn tự bán mình, trung thân không thể thoát ly lâm gia mới được. Trên thực tế, không chỉ là lâm gia, hai đại gia tộc khác là thẩm gia cùng lý gia của Bạch Dương Trấn cũng chọn dùng cách làm giống nhau, dù sao vô kỹ quá mức chân quý, sao có thể đơn giản truyền thụ cho người ngoài gia tộc. Lâm Lạc Thân là lâm gia trưởng tôn, tự nhiên quen thuộc quy định của gia tộc, có thể trăm phần trăm khẳng định hai người kia không biết võ kỹ. Hai người các ngươi tới vừa vặn, Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt, hắn bây giờ còn không có thực lực làm cho Lâm Đông Bình nợ máu trả bằng máu, nhưng hai hạ nhân này đã giết thì giết, Lâm Đông Bình đồng dạng không thể làm gì được hắn. Thái độ bình tĩnh của Lâm Lạc làm cho La Hổ cùng Tôn Quý Lâm đều có loại cảm giác quyền đánh vào bông, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng cũng may Lâm Lạc thay bọn họ giải quyết phiền toái. Đến đây cũng đừng đi. Chương 8, Phát tài chi đạo, 1, Atwa, phế đại thiếu gia khẩu khí thật lớn, người không biết còn tưởng rằng phế đại thiếu gia là bạo khí cảnh, thậm chí cương khí cảnh cao thủ A. Ha ha, khả năng nhận được kích thích quá lớn, Mỗi ngày đều nằm mơ mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngay cả đầu cũng bị hỏng. Hai người này cười ha ha, vắt hết óc tìm mưu kế châm chọc. Lâm Lạc không chút biểu lộ mà nhìn xem hai người, ở trong ánh mắt của hắn, hai người này đã chết rồi, tự nhiên không đáng động khí cùng người chết. "Lão la, trước đó vài ngày chúng ta giống như còn ở nơi này đánh chết qua một lão cẩu a." "A, à, ta nhớ ra rồi, hình như lão cẩu kia là người hầu của phế đại thiếu gia." Thật sự là kỳ chủ tất có kỳ phó cũng chỉ có lão cầu kia mới có thể đi theo một chủ nhân phế vật. Sách sách sách, thật sự là đáng thương, dù nói thế nào cũng là cầu của mình, bị người đánh chết ngay cả thốt một tiếng cũng không dám, không hổ là phế đại thiếu gia. Ta nói phế đại thiếu gia, không bằng người theo dưới háng hai người chúng ta bò một vòng A. Một vòng như thế nào đủ, không bò trên ba vòng như thế nào sẽ phụ lòng danh đầu phế đại thiếu gia. Ha ha ha, lâm lạc là cười lành lạnh, giờ hữu quyền lên, cái này chính là di ngôn của các ngươi sao. La hổ cùng tôn quý lâm thấy thế, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc lâm lạc chịu không nổi kích thích muốn chủ động xuất thủ. Sợ lâm lạc sẽ cải biến chủ ý, hai người lại là lão cẩu, phế vật một trận gọi bậy. Đáng chết, lâm lạc khiển trách một tiếng, một quyền giơ lên, nhanh hướng la hổ nhào tới. Oa, phế đại thiếu gia, người làm gì, nhanh dừng tay, bằng không ta sẽ hoàn thủ. La hổ còn cố ý lui ra phía sau vài bước, để chứng minh sự thật mình bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Tôn Quý Lâm thì ôm ngực mà cười, ở trong tưởng tượng của hắn, La Hổ muốn thu thập Lâm Lạc còn không phải như đùa hài tử lên ba sao. Lâm Lạc xông đến, hổ chiến tứ tượng phát động, một quyền hóa ra tứ ảnh, năm thiết quyền đơn độc đồng thời oanh đi ra ngoài. Chiến kỹ, nụ cười trên mặt La Hổ còn không có thu hồi, trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng hoảng, trong lúc hốt hoảng đó cử động quyền muốn đánh trả, nhưng chỉ nghe thanh âm cốt toái tạp tạp tạp, xương tay của hắn ngạnh xanh bị Lâm Lạc oanh đến nát bấy, cả người cũng bị lực lượng cự đại oanh bay ra ngoài. A a a, la hổ đặt mông té ngồi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như khóc quỷ, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng chảy xuống đất. Làm sao có thể, Tôn Quý Lâm khiếp sợ đến há to mở miệng, tuy hắn nhận thức không ra Lâm Lạc dùng chính là một trong Lâm gia tuyệt học hổ ảnh quyền, nhưng quyền kinh biến ảo này chỉ có vũ kỹ mói có thể làm được. Mà muốn tu tập vũ kỹ, hổ lực cảnh chính là yêu cầu thấp nhất. Chẳng lẽ Lâm Lạc đã sớm tiến vào hổ lực cảnh rồi? Nếu mới vừa tiến vào hậu thiên tầng 4 mà nói căn bản không kịp nắm giữ vũ kỹ. Nếu là như vậy, lòng dạ lâm lạc này cũng quá thâm trầm, rõ ràng có thể ẩn nhẫn như thế. Tôn Quý Lâm vừa giận lại giật mình nói, lâm lạc, dám đánh người của Đông Bình thiếu ra, người sẽ phải trả giá. Đánh, ngươi không khỏi quá đề cao mình đi, tiếng nói cậu lâm lạc lạnh như băng, một cái gấp nhảy hướng Tôn Quý Lâm đánh tới. Tiểu tạp trùng, không cần phải quá tự cho là đúng. Tôn Quý Lâm cũng không phải sợ hãi như thế nào, sở dĩ la hổ một chiêu bị thua, hơn phân nửa là vì bị lâm lạc đánh trở tay không kịp, nếu không tuyệt sẽ không chịu nổi một kích. Hắn ra sức phung quyền đón chào, cũng hét lớn, lão la, người cũng đừng có ngồi đấy nữa, nhanh cùng ta liên thủ nắm bắt tiểu tạp chủng này. a à, a à, la hổ nước mắt nước mũi giàn ruộng, xương cánh tay của hắn đã bị đánh nát hoàn toàn, cái này như thế nào còn có thể ra tay. Hắn cũng không phải hạ người ý chí kiên nghị, nếu không tay không thể động, chân vẫn là có thể đá vài cái. Bùm, 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 lâm lạc cùng tôn quý lâm giúp nhau đối kích vài quyền tôn quý lâm cuối cùng hoàn toàn khẳng định lâm lạc có được lực lượng không thua hắn không thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một ít hắn thầm nghĩ trong lòng tiểu tạp chủng này mọi cách ẩn nhẫn trong đó tất có âm mưu nếu ta đem việc này hồi báo cho nhị thiếu ra biết rõ tất nhiên sẽ có trọng thưởng nghĩ đến đây hắn không có ý nghĩ cùng lâm lạc tiếp tục dây dưa trong mắt nhất chuyển đã nghĩ muốn thoát khỏi chiến cuộc chuồn mất về phần la hổ sống hay chết Hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. Muốn chạy, Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hổ chiến tứ tượng lại ra, năm đạo quyền ảnh oanh kích. Cái này tương đương với năm Lâm Lạc liên thủ oanh ra một kích, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Tôn Quý Lâm ra sức phản kích, lại chỉ miễn cưỡng hóa giải hai quyền, thình thịch bùm, còn lại tam quyền phân biệt đánh vào vai trái, ngược phải cùng trên bụng của hắn. A a a, Tôn Quý Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị lực lượng cự đại nhấc lên, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Nhưng không giống la hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, thương thế của hắn cũng không có nặng như la hổ, giấy ruộa lấy đứng lên, muốn xoay người chạy ra. Lâm lạc nào có thể cho hắn đào thoát, một cái nhảy xa liền đuổi đi lên, hữu quyền oanh ra ở giữa sau lưng đối phương. Tôn quý lâm hoa hét thảm một tiếng, trong miệng mạnh mẽ phun ra một đoàn máu tươi, té lăn trên đất, hừ hừ y y, cùng tiếng rên rỉ của la hổ hòa lẫn. Bởi vì thân phận trưởng tôn của lâm lạc, tiểu viện của hắn cũng rất đơn, cùng tiểu viện khác có cự ly tương đương, Hai trường chiến đấu này lại chấm dứt rất nhanh, rõ ràng không làm kinh động đến người nào. Lâm lạc cười lạnh, tay trái dẫn theo tôn quý lâm, tay phải mang theo la hổ, thân hình bắn lên, hướng về phía tây nhảy nhanh mà đi. Đó là một rừng cây nhỏ, lâm lạc trôn cất lưu bá ở chỗ đó, cùng biệt viện của hắn gần kề cách hơn trăm mét, vài cái lên xuống đã đến. Lâm lạc tiện tay hất lên, la hổ cùng tôn quý lâm đều té trước phần ngộ của lưu bá. Quy xuống dập đầu, lâm lạc lạnh lùng nói ra, tiểu tạp trùng. Ngươi không cần phải quá phận, chúng ta chính là nhị thiếu gia gia phái tới, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tôn Quý Lâm ngoài mạnh trong yếu kêu lên, phi phò, Lâm Lạc tiện tay đánh ra một cục đá, trên mặt Tôn Quý Lâm lập tức nhiều hơn một đạo huyết hoa. Quỳ xuống, La Hổ cùng Tôn Quý Lâm liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời chậm rãi quỳ gối trước một phần, bọn họ đều là đánh chúng ý niệm hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi trong đầu, chỉ cần thoát khỏi một kiếp này, tự nhiên sẽ có Lâm Đông Bình thay bọn họ xuất đầu. Chương 9 Phát tài chi đạo, hai, hướng Lưu Bá bồi tội. Lâm Lạc đứng ở sau lưng hai người, quang ánh mắt bao phủ trên thân hai người la, tôn, làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Lưu Bá, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta a. À. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ. Chúng ta dập đầu nhận tội cho ngươi. Hai người một bên dập đầu, vừa nói lời xin khoan dung, bất quá trong lời nói lại không có một chút thành tâm. Lưu Bá, ngươi trên trời có linh thiêng lâm lạc trước giết hai ác nô này đợi sau này ổn thỏa lại chém kẻ sau màn để cho ngươi nhắm mắt lâm lạc thì thào tự nói la hổ tôn quý lâm vừa nghe cái này không phải là nói lâm lạc rõ ràng là nổi lên sát ý đối với hai người bọn họ sao hai người liếc mắt nhìn nhau đều muốn dãy dụa đứng lên bất quá người còn không có đứng lên phía sau lưng đã trúng một trường hai người đồng thời hét thảm một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi ầm ầm ngã quỵ lưu bá lâm lạc nhất định sẽ không để cho bọn chúng được sống quá lâu Lâm lạc hướng mộ bia cúi mình vái chào, nhìn cũng không nhìn hai người la, tôn, xoay người rời đi. Hai người này đã bị hắn đánh nát tâm mạch, chết không thể chết lại. Thống khoái hạ sát thủ, cũng lưu thi thể hai người ở nơi đây, lâm lạc có đạo lý của hắn. Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ lâm đông bình nhiều lần khiêu khích mình, thật ra là thăm dò hư thật của lâm hành nam. Lâm gia chỉ có lâm hành nam một người đạt đến hậu thiên tầng 12, chỉ cần hắn thủy trung bảo trì trạng thái đỉnh phong, lâm hồng phong phải ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng Lâm Hành Nam bế quan quá lâu, Lâm Hồng Phong đã không chịu nổi, nên muốn thông qua hắn đến sỏ xét Lâm Hành Nam. Nếu có thể xác định Lâm Hành Nam sau khi trùng kích vào tiên thiên cảnh thất bại bị trọng thương, Lâm Hồng Phong này tự nhiên sẽ phát động một kích cuối cùng, cướp lấy vị trí gia chủ. Nhưng chỉ cần tình huống của Lâm Hành Nam một ngày không rõ, bất luận kẻ nào cũng không dám thực sự làm gì Lâm Lạc, nếu không, vạn nhất Lâm Hành Nam trọng trưởng đại quyền gia tộc, thu thập tính sổ lên ai cũng không chịu nổi. Lâm Lạc không chút do dự đánh chết hai người la, tôn, kia là một loại cảnh nhiếp. Tuy rừng rậm so sánh vắng vẻ, nhưng hai ngày sau đó, thi thể của la hổ cùng tôn quý Lâm vẫn là bị người phát hiện. Cái này tự nhiên là ở Lâm gia nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Tuy tu vi hai người la, tôn không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là tùy tùng của Lâm Đông Bình, mà Lâm Đông Bình lại là cháu của Lâm Hồng Phong. Hai người này bị đánh chết còn hiển nhiên vứt xác trong rừng rậm như vậy, có thể coi là khiêu khích Lâm Hồng Phong nhưng ai cũng không có đem hung thủ giết người này tính đến trên đầu Lâm Lạc, mọi người đều biết, Lâm Lạc chỉ là phế vật hậu thiên nhị tầng, ai cũng có thể giết chết hai người la, tôn, nhưng chỉ có Lâm Lạc là không được. Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, giết người quang minh chính đại như vậy, lại rõ ràng không có người nào hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng hiện tại Lâm Lạc không đếm xỉa tới chuyện này, hắn rốt cuộc phải đối mặt một vấn đề lớn nhất mà không cách nào trốn tránh. Không có tiền mười khỏa ngũ gia yêu hạch thuận lợi giúp hắn đến hậu thiên tầng 5, sau khi lâm lạc luyện hóa viên lục gia yêu hạch hắn phải nghĩ biện pháp đi lấy tiền nếu không hắn phải trở lại tốc độ tu luyện như ốc Xên trước đây kiếm tiền như thế nào đây lâm lạc mặt ủ mày trao nếu hắn biết luyện đan thì tốt rồi chỉ là sinh cơ đan tụ huyết tán động một chút là mấy chục lượng bạc một phần nếu là tăng nguyên đan mà nói cái giá cả này sẽ cao tới ngàn lượng cho dù hiện tại có đan sư nào chịu thu ta làm đồ đệ nhưng nếu có thể luyện ra thành đan không biết phải mất bao nhiêu lâu con đường này là đừng nghĩ ừ luyện đan luyện đan ta có chủ ý bất quá trước thử xem ý nghĩ của ta có khả năng thực hiện hay không lâm lạc vội vàng đi phòng bếp lấy ra một quả trứng gà sau khi trở lại biệt viện liền lấy giấy trắng bao lấy trứng gà lại ngưng tụ tâm thần ở trên tờ giấy trắng viết một cấm tự một bút cuối cùng rơi xuống tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn lộn xộn rơi xuống hiện ra trứng gà đầy đủ không sứt trong đó mẻ Quả nhiên đi thông, Lâm Lạc dùng sức siết nắm tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn này kế phát tài của hắn tính toán ở chỗ một mặt tài liệu luyện đan, gọi là thạch căn thảo. Bộ rễ của thạch căn thảo sinh trưởng trong đá cứng rắn, muốn đầy đủ không sứt mẻ tách đi ra, cần hao phí tinh lực phi thường lớn. Bởi vì có thể làm thuốc chỉ có gốc thạch căn thảo, hơn nữa không thể có một chút tổn thương, nếu không chất lỏng trong bộ rễ sẽ nhanh chóng bốc hơi mất. Tuy thạch căn thảo cũng không phải là dược thảo hi hữu gì, một lượng bạc có thể mua được một khối nguyên phôi, nhưng một cây thạch căn thảo tách ra đầy đủ, lại đạt đến 10 lượng bạc. Có thể thấy được, trình tự tách đá này có bao nhiêu phiền toái. Nhưng lâm là có cấm tự, chỉ cần xách bút ghi tại trên hòn đá, hòn đá liền hóa thành mảnh vụn, thạch căn thảo trong đó dĩ nhiên là sẽ tách đi ra. Vừa rồi hắn cũng thí nghiệm qua, giấy toái mà chứng không phá, hẳn là có thể cam đoan thạch căn thảo đầy đủ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hắn dự đoán, cần chính thức thử qua mới có thể xác định trong ngực chỉ vẹn vẹn có bảy lượng bạc, lâm lạc ra lâm phủ. Bởi vì nguyên phôi của thạch căn thảo cũng không gì lạ, lâm lạc rất nhanh liền đi tìm một tiểu thương, từ chỗ đối phương mua bảy khối nguyên phôi. Bởi vì cái này liên quan đến đại kế phát tài của hắn, lâm lạc khó tránh khỏi có chút cần cần rực rực, làm cho đại thúc bán hàng cười thầm lâm lạc chưa thấy qua xã hội. Trở lại tiểu viện của mình, lâm lạc lấy bút, sau một lúc ngưng thần tĩnh tâm, công tác liên tục, đem một cấm tự viết đến trên hòn đá. Bằng, lâm lạc vừa mới thu bút, cả tảng đá bỗng nhiên nổ tung, một cây thạch căn thảo đầy đủ xuất hiện ở bên trong mảnh vụn, không hề có một chút tổn thất. Thật tốt quá, Lâm Lạc dùng sức hư đánh một quyền, phấn chấn vô cùng. Cứ như vậy, Lâm Lạc lại đem 6 khối nguyên phôi biến thành 6 cây thạch căn thảo. Như vậy nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn liền nhiều ra 70 lượng bạc. Đừng xem Lâm Lạc đơn giản như vậy liền kiếm được tranh lệch giá lớn, nhưng cái này lại không phải ai cũng có khả năng thoải mái như thế. Cho dù một tên bào đá lão luyện, cũng có tỷ lệ thất bại rất cao, chia đều năm khối nguyên phôi có thể làm ra một gốc thạch căn thảo đầy đủ cũng đã phi thường không tệ, mà thời gian ít nhất phải nửa tháng. Chương 10, cướp bóc, một, át nói cách khác, một tháng chỉ có thể kiếm được 10 lượng bạc, vừa vặn duy trì một nhà ba người sinh kế mà thôi. Lâm Lạc nắm giữ cấm tự mới có thể dựa vào cái này phát tài. Nhưng cấm tự chính là cấm tự, viết liền nhau bảy chữ, Lâm Lạc lại có loại cảm giác hư thoát, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Loại mệt mỏi này cũng không phải trên thân thể, mà là mệt nhọc trên tinh thần, làm cho hắn buồn ngủ. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Lạc mới khôi phục tinh thần, vội vàng mang đi bảy cây thạch căn thảo này xuất môn. Thạch căn thảo nghe nói là tài liệu bắt buộc để luyện chế tăng nguyên đan, bởi vậy phi thường hút hàng, căn bản không lo bán không được. Lâm Lạc ở tiệm bán thuốc dạo qua một vòng, trong túi áo liền có hơn 7 tấm ngân phiếu 10 lượng. Đương nhiên, một khỏa lục gia yêu hạch phải mất 40 lượng bạc, trước tiền ấy của Lâm Lạc mua hai khỏa cũng không đủ mà hắn dùng 70 lượng bạc này toàn bộ phí ở trên nguyên phôi của thạch căn thảo. Bởi vì thể tích nguyên phôi này quả thực không nhỏ, Lâm Lạc vẫn là phân ra nhiều lần mua, từng cái mang về tiểu viện của hắn. Ghi 7 cấm tự khiến cho hắn đầu đau muốn nứt, huống chi là 70 cấm tự. Sau khi tách ra 30 mấy cây thạch căn thảo, Lâm Lạc hư thoát đến ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, trong đầu giống như có vô số cây kim đấm chích, khó chịu vô cùng. Hắn dùng đại nghị lực vượt qua, Đợi cho tình huống hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục ở trên nguyên phôi viết lên cấm tự. Pang, 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 từng khối nguyên phôi hóa thành mảnh vỡ, Lâm Lạc rốt cuộc chiếm được 70 cây thạch căn thảo, điều này cũng làm cho hắn giống như chó chết nằm trên mặt đất, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả mới tính phục hồi tinh thần lại, Lâm Lạc lại ngoài ý muốn phát hiện tinh thần của mình càng thêm cứng cỏi. Không thể tưởng được viết cấm tự cư nhiên còn có tác dụng rèn luyện tinh thần, vậy sau này ngược lại có thể luyện nhiều một chút. Trong lòng Lâm Lạc nói cầm 70 cây thạch căn thảo xuất môn, lại đi tiệm bán thuốc. Nhưng nhiều thạch căn thảo như vậy hắn cũng không dám ở một chỗ bán hết, miễn cho khiến người hoài nghi, không duyên cớ chọc vào phiền toái. Dù sao Bạch Dương Trấn tổng cộng có 5 tiệm bán thuốc, hắn ở mỗi một nhà bán hơn 10 cây, phân tán như vậy sẽ không để người chú ý. Nhưng mà hắn mới từ tiệm bán thuốc thứ tư đi ra, lại vừa vặn bị một hán tử gầy gò chừng 30 tuổi chứng kiến. Nam tử gầy này nhìn xem lâm lạc, lộ ra một tia hồ nghi, sau khi đi vào tiệm bán thuốc, hướng phục vụ hỏi. Vừa rồi thiếu niên kia là tới bán dược liệu, nguyên lai là chư đại ca, phục vụ vội vàng biểu lộ cung kính. Đúng vậy, bán 14 cây thạch căn thảo, nguyên vẹn không chút tỉ vết. Hán tử gầy gò này tên là chư đại hải, đúng là phục vụ tiếp đãi lâm lạc bán thạch căn thảo ở tiệm bán thuốc thứ hai. Người này thật cũng không đần, lập tức cân nhắc lên. Tiểu tử này có nhiều thạch căn thảo như vậy, tại sao phải đem bán ở tiệm bán thuốc bất đồng? Những thạch căn thảo kia ta đã cẩn thận kiểm tra, xác thực không một chút hư hao hơn nữa cũng không phải hàng giả chẳng lẽ tiểu tử này nắm giữ bí thuật gì có thể nhanh chóng tách nguyên phôi không sai hắn hẳn là không muốn làm cho người ta hoài nghi cho nên mới ở các tiệm bán thuốc phân tiêu nhưng tiểu tử này nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là tất cả tiệm bán thuốc trong trấn này đều là thuộc về bạch vân tông nếu ta có thể đạt được bí thuật này chẳng những có thể dùng phát đại tài còn có thể mượn cái này bị bạch vân tông thu làm nội môn đệ tử đến lúc đó trở thành bạo khí cảnh cương khí cảnh cao thủ cũng không nói chơi, thậm chí còn có khả năng tiến vào tiên thiên cảnh. Ha ha, đến lúc đó ta chính là nhân thượng chi nhân, nổi tiếng, hảo tử, nữ nhân xinh đẹp, ngủ phòng lớn nhất. Bất quá, tiểu tử này cũng không biết là thực lực gì, ta phải trước thăm dò hắn thoáng một chút, nếu như tự mình nuốt trôi, này chỉ có một người phát tài, nếu không chỉ có thể tự tạo phiền toái. Mang theo 15 khỏa lục gia yêu hạch, lâm lạc kích động về tới tiểu viện của mình, lập tức bắt đầu tu luyện. Hậu Thiên Ngũ tầng trung kỳ, Hậu Thiên Ngũ tầng hậu kỳ, Hậu Thiên Ngũ tầng đỉnh phong. Thời gian như bay, thực lực của Lâm Lạc nhanh chóng tăng trưởng, 10 ngày sau, hắn lại một lần nữa đi tới quan khẩu đột phá, không ngừng xúc tích lực lượng, đánh sâu vào Hậu Thiên lục tầng. Một lần, hai lần, ba lượt, Hậu Thiên Ngũ tầng, Hậu Thiên lục tầng đều là hổ lực cảnh, đột phá cũng không phải đặc biệt gian nan. Trải qua vài chục lần trùng kích, toàn thân Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, chính thức tiến nhập Hậu Thiên lục tầng. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, hắn liền từ hậu thiên nhị tầng đạt đến hậu thiên lục tầng, loại tốc độ tu luyện này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết tất cả mọi người. Cho dù là người có tiền, có thể đem tăng nguyên đan trở thành đồ ăn vặt, một khắc không ngừng ăn vào, cũng không có khoa trương như vậy a. À. Sau khi đạt tới hậu thiên lục tầng, dùng lực lĩnh ngộ của lâm lạc, hồ ảnh quyền thức thứ sáu tự nhiên lập tức thông hiểu đạo lý. Bất quá, dùng chân nguyên lực trước mắt của hắn cũng chỉ đủ liên tục sử dụng 9 lần lục ảnh, nhưng ngũ ảnh thì đạt đến 17 lần, tứ ảnh 31 lần. Nếu đối phó người không thông vũ kỹ, lục ảnh có thể thuấn sát một võ giả đồng cấp. Trong nội tâm Lâm Lạc cười lạnh, nếu Lâm Đông Bình lại đến khiêu khích mà nói, vậy thì trực tiếp cắt nước tay chân của hắn. Ngô yêu hạch tiêu hết 600 lượng bạc của hắn, hiện tại chỉ còn có 100 lượng bạc. Nhưng thất gia yêu hạch một khỏa phải mất 100 lượng bạc, Lâm Lạc phải đi kiếm tiền nhiều hơn. Vừa vặn dùng để rèn luyện tinh thần lực của ta, một võ giả ngoại trừ phải có một khí lực cường kiện ra, Tinh thần kiên cường cũng là không thể thiếu. Gia gia đã từng nói qua, sau khi đạt tới hậu thiên thập tầng, võ giả có thể phóng thích uy áp bản thân, nếu ý chí không kiên định, chỉ cần ở dưới uy áp đã mất hết ý chí chiến đấu. Lâm Lạc một chuyến một chuyến xuất môn, mỗi lần đều mua 20 khối nguyên phôi thạch căn thảo, tới tới lui lui 5 lần mới hao tốn sạch sẽ 100 lượng bạc. Hắn ngưng thần, bắt đầu dùng cấm tự làm nát nguyên phôi, đã có thể kiếm tiền, lại là một loại rèn luyện đối với tinh thần. Đau đầu chết rồi trải qua hai lần trước kia rèn luyện, hiện tại Lâm Lạc có thể một hơi viết lên 17 cấm tự mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm giác giống như kim đâm đầu này tuyệt không dễ chịu, làm cho Lâm Lạc nôn khan không thôi. Chương 11, cướp bóc, 2, lại đến, tiếp tục, ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút, gần nửa ngày xuống, 100 khối nguyên phôi toàn bộ tách hoàn thành. Tuy Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại treo nụ cười hài lòng, tinh thần của hắn lại được rèn luyện rất tốt, càng thêm ngưng tụ, cứng cỏi, đem 100 cây thạch căn thảo chia làm 5 phần, Lâm Lạc ở 5 tiệm bán thuốc phân biệt bán thạch căn thảo, túi tiền lập tức phồng lên. Nhưng làm cho Lâm Lạc khó chịu chính là, lần này tiểu nhị trong tiệm đặc biệt chăm chú, đem thạch căn thảo lật qua lật lại kiểm tra, ở tiệm bán thuốc thứ nhất đã lãng phí hắn gần một canh giờ thời gian. Tới tiệm bán thuốc thứ hai thì càng tốt, rõ ràng đụng vào một kẻ say, vừa vào chính là đối với hắn oanh ra một quyền, nếu không phải hắn đột phá đến hậu thiên lục tầng, ở dưới bất ngờ này còn xém chút chúng chiêu. Năm tiệm bán thuốc đi xong, Lâm Lạc Như mong muốn mua đến chín quả thất giai yêu hạch, nhưng hắn là buổi chiều xuất môn, hiện tại bóng đêm thâm trầm, sắp muốn tiếp cận nửa đêm, có thể thấy được phục vụ trong tiệm bán thuốc dây dưa như thế nào. Nhưng làm cho Lâm Lạc phiền não cũng không phải cái này, mà là phát sầu cửu giai yêu hạch trở lên nên đi đâu mua đây. Mãnh thú thể chất cường hoành, thông thường mà nói võ giả cùng giai xa xa không phải đối thủ của mãnh thú, trừ khi là trong thiên tài trong cùng cấp. Mãnh thú hậu thiên ngũ tầng, hậu thiên thất tầng còn dễ nói, tự nhiên có hậu thiên lục tầng, hậu thiên bát tầng võ giả có thể đánh chết. Nhưng mãnh thú hậu thiên cửu tầng phải là võ giả cương khí cảnh mới có thể chấn áp được. Nhưng võ giả cương khí cảnh vô luận ở nơi nào đều là cao thủ đứng đầu bị người kính sợ, căn bản không cần vì sinh kế hoặc là tài nguyên tu luyện mà lo lắng, còn cần đi đánh chết yêu hạch kiếm tiền sao. Bởi vậy, trong tiệm bán thuốc bát giai yêu hạch chính là hàng khan hiếm, mà cửu giai yêu hạch là có tiền mà không mua được, tuy cái giá này đã chạy đến một ngàn lượng bạc. Hiện tại tuy lâm lạc chỉ có hậu thiên lục tầng, vốn dĩ hỗn độn dung lô thần kỳ, hắn tiến cảnh cực nhanh, cách hậu thiên bát tầng, cửu tầng cũng không xa xôi, đây chính là vấn đề lớn bước thiết hắn đi giải quyết. Nếu không được, ta chỉ có thể tự mình đi thanh mông sơn săn thú. Tuy mãnh thú so với võ giả bình thường khó chơi hơn, nhưng ta có hổ ảnh quyền, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ, võ giả không thông qua sinh tử đại chiến chính thức, há có thể chính thức phát triển gia tộc tân niên tế điển còn có hơn một tháng, phàm là đệ tử gia tộc đều có thể tham gia luận võ, năm rồi ta không biết bị nhiều ít người chê cười, ra ra trùng kích tiên thiên cảnh cũng là vì ta. Truyền thuyết nói tiên thiên cảnh cường giả đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên. Nếu ra ra bước vào tiên thiên cảnh, tự nhiên có thể làm cho ta an an ổn ổn đi qua cả đời. Những chuyện này ta đều biết, nhưng lâm lạc ta đường đường một nam tử Hán, há có thể vĩnh viễn sống ở dưới bảo hộ của Gia Gia. Gia Gia, ta làm cho người thất vọng lâu như vậy rồi, lúc này đây tân niên tế điển, ta nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, tuyệt sẽ không một lần nữa cho lão nhân ra người mất thể diện. Lâm lạc chăm chú nắm nắm tay, nghĩ đến mục quang hiền hòa của lâm hành nam trước khi bế quan, con mắt hắn không khỏi có chút ẩm ướt. Đánh sâu vào tiên tiên cảnh là phi thường nguy hiểm, một khi thất bại, thậm chí khả năng xuất hiện tu tình huống vi rút lui, trọng thương mà chết. Ân, lâm lạc đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, Hắn ngầm trộm nghe đến tiếng vang kỳ dị, nhưng trong hẻm nhỏ một mảnh đen kịt, hắn cái gì cũng không thấy. Lâm Lạc tiếp tục đi lên phía trước, nhưng không lâu lại nghe đến tiếng vang, hắn lần này xoay người qua. Tàn Nguyệt bỏ ra ánh sáng ảm đạm, trong bóng tối hiện ra ba bóng người, đều là nam tử khoảng 30 tuổi, một cái gầy gò, một cái mặt thẹo, một cái mắt tam giác. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ, dĩ nhiên nhận ra hắn tử gầy gò kia đúng vậy tiểu nhị trong một tiệm bán thuốc, mà mắt tam giác kia thì là kẻ say đánh lén hắn. Tuy căn cốt của hắn không tốt, khó coi, nhưng đầu óc lão cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến đối phương là phát hiện cái gì, muốn từ trên người hắn thu hoạch bí phương tách nguyên phôi thạch căn thảo. Các người đi theo ta làm cái gì? Lâm lạc nhàn nhạt, nhạt nói, nhưng chân nguyên lực toàn thân đã điều động, hắn quyết định vừa ra tay sẽ dùng thủ đoạn lôi đình xử lý một người đối phương. Từ vầng sáng trên thân ba người này phát ra đến xem, tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm đều là hậu thiên lục tầng, trong đó hắn tử gầy gò này đã đạt đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Mười mấy ngày nay chư đại hải vẫn là cầu trời cầu đất, cầu mong lâm lạc xuất hiện. Lúc này lâm lạc đã bị bọn họ vây quanh, đối phương hết thảy đều sẽ trở thành vật trong bàn tay hắn, hắn kích động đến mắt đỏ lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem bí phương người có thể rất nhanh thách nguyên phôi thạch căn thảo giao ra đây, nếu không, hắc hắc, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi. Lâm lạc hai tay siết lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng có chối bỏ, nói cho ngươi biết, năm tiệm bán thuốc trong bạch dương trấn đều là bạch vân tông ta mở, mười mấy ngày nay ngươi tổng cộng bán 170 cây thạch căn thảo. Ha ha, chẳng lẽ ngươi thuê 170 công nhân thay ngươi làm việc sao? Chư Đại Hải cười lạnh nói, hắn nói nói nhảm nhiều như vậy, chủ yếu là muốn cho tinh thần của Lâm Lạc hỏng mất, đem bí phương giao đi ra, đỡ phải hắn còn muốn nghiêm hình bức cung. Đương nhiên, sau khi bí phương tới tay, tự nhiên phải giết người diệt khẩu. Đừng nghĩ chạy trốn, tuy thực lực ngươi không kém, nhưng chỉ có hậu thiên lục tầng trung kỳ, chúng ta đây chính là ba hậu thiên lục tầng, lão tử là hậu thiên lục tầng đỉnh phong, động thủ mà nói, ngươi chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay phục vụ của năm tiệm bán thuốc đều cố ý kéo dài thời gian, đây nhất định là bị đối phương nhắc nhở. Ban ngày không tốt ra tay, đêm tối không trăng mới là thời gian giết người cướp của tốt nhất. Vì do thám biết thực lực của hắn, miễn cho đá chúng thiết bản, còn làm cho mắt tam giác làm bộ kẻ sai cùng mình thử qua một chiêu. Bất quá, mặc dù ba người đối phương biết rõ trình tự tu vi cảo lâm lạc, nhưng tu vi cùng thực lực là không thể hoàn toàn ngang bằng, hổ ảnh quyền của Lâm Lạc vừa ra, thực lực tự nhiên tăng cao. chương 12, chém giết, một Lâm Lạc mỉm cười, ta cảm thấy nơi này dùng để chôn xương cho ba người các ngươi cũng không phải sai. Tiểu tạp trùng, còn dám mạnh miệng, mắt tam giác tính cách vô cùng xúc động, đã hướng Lâm Lạc vào tới. Chư lão đại, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là trước bắt tiểu tử này, lại chậm rãi khảo vấn. Mặt thẹo quay đầu nhìn chư đại hải nói ra, hảo, hai người đồng thời cất bước, hướng Lâm Lạc ép tới. Nhưng chỉ là một khe hở ngắn ngủi như vậy, Lâm Lạc đã phát huy. Hổ đà lục hợp, Lâm Lạc ra tay chính là tuyệt kỹ mạnh nhất trước mắt hắn nắm giữ, một quyền oanh ra, lập tức huyễn hóa thành bảy đạo quyền ảnh, hướng mắt tam giác đổ ập xuống. A, à, vũ kỹ, mắt tam giác kinh hãi gần chết, tuy nâng trưởng phong khán trụ hai quyền, nhưng năm quyền còn lại lại chân chân thật thật đánh vào lồng ngực của hắn. Bùm, 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 bùm năm quyền qua đi, lồng ngực của mắt tam giác rõ ràng xuất hiện một cái động lõm thật sâu. Hắn vẫn không thể tin được, run rẩy duỗi ra hai tay chỉ chư đại hải cùng mặt thẹo, sau đó thân thể ầm ầm đổ ngược lại, máu tươi tràn ra, ở dưới thân thể của hắn tạo thành một cái huyết đoàn. Cái gì, chư đại hải cùng mặt thẹo đều là quá sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến, tu vi lâm là cùng mắt tam giác tương tự, rõ ràng lại có thể một kích chết ngay đồng bản của chúng. Vô kỹ, chư lão đại, hắn biết vô kỹ sau khi khẽ giật mình, mặt thẹo mới hồn trở lại, khàn giọng thét to. Gào cái gì, tuy sắc mặt chưa đại hải cũng rất khó coi, nhưng cũng không có quá mức bối rối, mà là gắt gao nhìn xem lâm lạc. Trách không được không có sợ hãi, nguyên lai là học được một môn vũ kỹ. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có vũ kỹ. Hắn thoáng cái rút đoạn kiếm bên hông ra nói, tiểu tạp trùng, lão tử trước chặt tay chân của ngươi, lại chậm rãi ép hỏi, đến lúc đó người duy nhất có thể yêu cầu xa vời đúng là nhanh được chết. Nói nhảm thật nhiều, sau khi Lâm Lạc quét dọn một địch nhân, tin tưởng tăng nhiều, một bước xa lao ra, mục tiêu nhắm ngay mặt thẹo. Ngóa nó, mặt thẹo nhịn không được mắng một tiếng, có vũ khí hay không đối với võ giả mà nói hoàn toàn chính là khác biệt trời và đất, mắt tam giác một kích bị mất mạng, máu còn chảy đầm đìa kia bầy ở trước mặt, hắn nào dám đi đấu mũi nhọn của Lâm Lạc. Trốn, 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 hắn phản ứng đầu tiên chính là tránh đi mũi nhọn, để cho chư đại hải đi đánh chủ lực, hắn từ bên cạnh kiềm chế. Tuy uy lực vũ khí cường đại, nhưng phụ tải đối với võ giả cũng đồng dạng cự đại, căn bản không có khả năng liên tục sử dụng mấy lần. Nhất cổ tác khí, nhị suy, tam kiệt, chỉ cần hao hết chân nguyên lực của lâm lạc, chẳng lẽ hai người bọn họ còn dọn dẹp không được một thiếu niên miệng còn hôi sữa sao? Nhưng chư đại hải lại giận dữ, quát, ngóa nó người trốn cái gì, chế trụ tiểu tử kia, chỉ cần một hơi thời gian lão tử liền có thể phế hắn đi. Mặt thẹo cắn răng một cái, không hề trốn tránh, mà là cố lấy hai đấm hướng lâm lạc oanh tới. Muốn chết, lâm lạc hừ lạnh một tiếng, hổ đả lục hợp sử suốt lần nữa, bảy đạo quyền ảnh phô thiên cái địa. Bùm, mặt thẹo bị oanh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, hai con mắt giống như cá chết chừng mắt nhìn chư đại hải, giống như đang nói. Ngươi không phải nói chỉ cần một hơi thời gian liền có thể xử lý tiểu tử kia sao? Dưới thân thể của hắn đồng dạng chảy ra đại lượng máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị oanh đến bấy nhầy, chết đến không thể chết lại. Chư đại hải hoảng hốt, mặc dù hắn biết lâm lạc tu luyện vũ kỹ, nhưng thật không ngờ vũ kỹ của đối phương rõ ràng cường đại như vậy. Tuy mắt tam giác bị lâm lạc một kích mất mạng, nhưng hắn còn tưởng rằng là bị lâm lạc đánh bất ngờ tay không kịp, nhưng mặt thẹo đồng dạng bị lâm lạc giết chết ngay lập tức, đủ để chứng minh lâm lạc cường đại rồi. Nhưng hắn chứng kiến khuôn mặt lâm lạc có chút trắng bệch, tin tưởng lại nổi dậy. Tuy uy lực vũ kỹ cường đại, nhưng phụ tải đối với thân thể cũng là cự đại, lâm lạc giết hai võ giả cùng dai há có thể điềm nhiên như không. Vừa vặn, hai cái ngu xuẩn này chết chẳng những tiêu hao đại lượng chân nguyên lực của đối phương, cuối cùng đại bí mật này còn có thể bị mình độc hưởng, không có kết quả nào tốt hơn chuyện này. Chư đại hải càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi cười ha ha, nắm lấy đoạn kiếm hướng lâm lạc đuổi theo. Tiểu tử, tình trạng hiện tại của ngươi cũng đến sơn cùng thủy tận đi hà nha. Lão tử còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giết chết hai cái ngu xuẩn này, ít đi hai người biết bí mật. soạt soạt xoạt, xoạt, xoạt đoàn kiếm huy vũ xuất ra đạo đạo ngân huy, giống như bầy xà nhảy múa cuồng loạn, hướng lâm lạc cuốn tập đi tới. Ngân xà phệ tưởng, đối phương hiển nhiên cũng là vận dụng vũ kỹ, bốn đạo bóng kiếm chia ra tấn công vào tứ chi của lâm lạc, muốn nhất cử phế bỏ tứ chi của lâm lạc. Bất quá, chỉ có tứ kiếm mà thôi, lâm lạc hừ lạnh một tiếng, hổ chiến tứ tượng đánh ra, lập tức năm đạo quyền ảnh đón đánh mà đi. Đinh, 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 bốn đạo quyền ảnh phân biệt đụng vào trên thân kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy lâm lạc thoải mái hóa giải một kích sát chiêu này của đối phương một quyền cuối cùng ở trong ánh mắt không thể tin của chư đại hải chân chân thật thật đánh vào trước mặt đối phương a a a chư đại hải kêu thảm một tiếng xương mũi đã bị sinh sinh cắt đứt mặt mũi tràn đầy máu tươi có vẻ dữ tợn vô cùng hắn chỉ vào lâm lạc khó nén vẻ sợ hãi làm sao có thể làm sao có thể Kỳ thật bộ vũ khí này của hắn cũng không kém hổ ảnh quyền bao nhiêu, đạt tới cảnh giới cao nhất cũng có thể xuất liên tục tám kiếm, uy lực cường đại. Chỉ là giới hạn trong ngộ tính, chứ đại hải chỉ có thể đồng thời đánh ra tứ kiếm, tương đương với hổ ảnh quyền tam ảnh. Nhưng chỉ là tam ảnh này cũng làm cho hắn hoành hành vô kỵ, ít có địch thủ, nhưng lâm là căn cốt cực kỳ kém, bất quá ngộ tính lại là quái thai, hắn cũng chỉ có tự nhận không may. Trước lâm là oanh giết mặt thẹo cùng mắt tam giác đều quá nhanh, Trương Đại Hải căn bản không có thấy rõ Lâm Lạc gia quyền, nhưng lúc này hắn trực diện Lâm Lạc, rốt cục nếm đến lợi hại. Nhưng mà đây vẫn chỉ là tứ ảnh mà thôi. Sợ sao? Lâm Lạc nhàn nhạt, nhạt nói ra, đối với loại tiểu nhân muốn giết người cướp của này, hắn tự nhiên đã nổi lên sát ý. Nơi này là thế giới nhược nhục cường thực, Lâm Lạc không tự cho mình là người tốt, cũng sẽ không chủ động gây hấn, nhưng đối với những người trêu chọc mình kia, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chương 13, chém giết hai sợ ngươi chưa đại hải thẹn quá hóa giận lập tức nâng cao đoàn kiếm lại lần nữa phát động công kích tuy tạo nghệ của lâm lạc ở trên vũ kỹ so với hắn cường hơn nhưng chiêu thức càng lợi hại phụ tải đối với bản thân lại càng lớn huống hồ tu vi hắn là hậu thiên lục tầng đỉnh cao khẳng định sẽ kiên trì lâu hơn lâm lạc chỉ cần lâm lạc hao hết chân nguyên lực cười đến cuối cùng vẫn là hắn lâm lạc cũng hiểu rõ điểm ấy hắn cũng không nghĩ đem thời gian chiến đấu kéo được quá lâu Hổ Đà Lục hợp, Lâm Lạc lại lần nữa dùng ra sát chiêu mạnh nhất, cái gì? Chư Đại Hải ở đâu nghĩ đến tứ ảnh cũng không phải cực hạn của Lâm Lạc, hắn vội vàng xuất tứ kiếm liên tục, liều mạng chống đỡ. Ngoài kinh hãi ra, hắn cũng lộ ra cười lạnh, vũ khí này uy lực càng mạnh, Lâm Lạc kiệt lực lại càng nhanh, hắn chỉ cần gắng gượng qua mấy chiêu liền có thể ổn thắng. Hổ Đà Lục hợp, Hổ Đà Lục hợp, Hổ Đà Lục hợp, Lâm Lạc xuất lục ảnh liên tục, giống như kinh đào hãi lãng, một lớp tiếp theo một lớp liên tục đánh sâu vào vòng phòng ngự của Trư Đại Hải. Tuy Trư Đại Hải tận lực phòng thủ, nhưng uy lực lục ảnh cự đại, mỗi lần đều đối với Trư Đại Hải tạo thành trọng thương. Sáu lần sau, Trư Đại Hải rốt cuộc kêu thảm một tiếng, vai phải bị quyền kình của Lâm Lạc đánh nổ nát, đinh một cái, đoàn kiếm trong tay rơi xuống đất. Lâm Lạc cũng không chịu nổi, cực hạn của hắn chính là xuất liên tục chín lục ảnh, nếu như vẫn không thể giết Trư Đại Hải, hắn cũng sẽ kiệt lực. Không, ngươi không thể giết ta. Đối mặt Lâm Lạc bước tới, chư đại hải mặt xám như cho cánh tay phải của hắn đã phế bằng với mất hết chín thành sức chiến đấu căn bản không đủ để đối kháng lâm lạc thúc thúc của là tam trưởng quỹ của tiệm bán thuốc hậu thiên thập tầng tuyệt đỉnh cao thủ nếu người dám giết ta thúc thúc ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn trách không được người này biết vô kỹ nguyên lai là có một thúc thúc cương khí cảnh bất quá càng là như thế lại càng lưu hắn không được nếu như chư đại hải này ăn một mình không thành thả hắn trở về tất nhiên sẽ ở trước mặt thúc thúc nói ra bí mật của Lâm Lạc, Lâm Lạc cũng không muốn hiện tại lọt vào một cương khí cảnh cao thủ ngấp nghé. Giết, dưới chân hắn không ngừng, hướng chư đại hải ép tới. Tiểu tạp trùng, lão tử với ngươi liều cá chết lưới rách. Chư đại hải cũng không phải thiện nhân, nào cam khoanh tay chịu chết, lúc này một đầu vào tới Lâm Lạc, muốn liều đồng quy vô tận. Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ bước Lâm Lạc đi ra, hảo chạy ra một con đường sống. Hổ áp ngũ hành, Lâm Lạc lại tế ra tuyệt chiêu, tuy vô lực thôi phát lục ảnh nhưng ngu ảnh là miễn cưỡng có thể pằng 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 pang, giống như mưa đá rơi đập trên đầu chư đại hải liền ăn sáu lần trọng kích lập tức đầu lâu vỡ vụn ầm ầm ngã quỵ trong cặp mắt hiện ra hối tiếc cùng sợ hãi sớm biết hôm nay lúc trước sao phải gây nhiệt lâm lạc không hề áy náy hắn còn không có thiện tâm đến đi đồng tình một người muốn ngưu hại mình người này sử dụng vũ khí cũng không phải tệ tuy ta không nhất định phải học nhưng dùng để tham khảo thoáng cái thật cũng không sai. Nhãn tình lâm lạc sáng lên, cũng là lúc nên thu chiến lợi phẩm, lục lọi thi thể ba người chưa đại hải một lần. Nhưng ba người cộng lại mới chỉ có 34 lượng bạc, hơn nữa lâm lạc cũng không có lục soát ra bản vũ kỹ kiếm thuật, ngược lại là chiếm được một quyển pháp quyết tên băng xương quyết. Công pháp phân ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, lâm lạc tu luyện xích dương quyết thuộc về hỏa hệ, chân nguyên lực của hắn cũng kích động như liệt diễm. Mà băng xương quyết hiển nhiên là thủy thuộc tính, cùng công pháp hắn sở tu không hợp nhau. Võ giả tinh lực có hạn, chuyên tu một môn còn rất khó đạt tới đỉnh phong, huống chi là song hệ cùng tu. Lâm Lạc tiện tay thu nhập băng xương quyết vào trong ngực, nhanh chóng ly khai hiện trường. Trở lại biệt viện của mình, Lâm Lạc lại nhịn không được lấy băng xương quyết ra quan sát, hắn tuy không tu luyện, nhưng dùng để tham khảo cùng xích dương quyết cũng không sai. Pháp quyết không ngoài chính là quá trình chuyển hóa linh khí thành chân nguyên lực, chỉ là bởi vì ngũ hành bất đồng, chuyển hóa thành chân nguyên lực cũng chia là 5 loại. Băng xương quyết chỉ hơn 8.000 chữ, dùng ngộ tính của lâm lạc, xem qua hai lần liền nhớ rõ tại tâm. Hắn vứt băng xương quyết qua một bên, nắm một khỏa thất giai yêu hạch, bắt đầu luyện hóa. Di, lâm lạc đột nhiên xứng sờ, trong cơ thể xích xương quyết cùng băng xương quyết rõ ràng là đồng thời vận chuyển, đem tinh hoa của yêu hạch phân biệt chuyển đổi thành thủy, hỏa lưỡng trùng chân nguyên lực bất đồng. Tại sao có thể như vậy? Lâm lạc thập phần khiếp sợ, hắn chưa từng có nghe nói qua ai có thể đồng thời vận hành hai môn pháp quyết. Cái này hoàn toàn phá vỡ khuôn vàng thước ngọc của võ đạo. Quả thật có người song hệ, thậm chí tam hệ cùng tu, nhưng mỗi lần chỉ có thể vận hành một môn pháp quyết, nào có như hắn vậy. Càng làm cho lâm lạc ngạc nhiên chính là, tuy đồng thời chuyển đổi thành thủy, hỏa chân nguyên lực, nhưng tốc độ hai người đều không có giảm bớt. Nếu như tốc độ trước là một mà nói, như vậy hiện tại tốc độ hai người này cũng đều là một, nhưng cộng lại lại đạt đến hai. Hỏa hệ chân nguyên lực tự nhiên là chiếm giữ đan hạch nguyên lai, nhưng thủy hệ chân nguyên lực tân sinh lại tạo thành một đan hạch mới, hai cái đan hạch một lớn một nhỏ, nhưng lại kính vị rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, ở chung hòa thuận. Điều này chẳng lẽ lại là tác dụng của tử đỉnh trong thức hải? Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ, cư nhiên thủy hỏa có thể song song, đây chẳng phải là nói hắn có thể ngũ hành cùng tu, hình thành năm cái đan hạch. Đồng dạng là hậu thiên lục tầng, hắn lại có được gấp năm lần chân nguyên lực của võ giả bình thường một quyền này xuống dưới cho dù không cần vũ khí cũng là uy lực mạnh gấp 5 lần. Lực lượng tăng vọt gấp 5 lần cùng đánh ra 5 quyền cũng không phải là khái niệm đồng dạng. Đây là chất cùng lượng khác nhau. Đương nhiên, lượng đạt tới trình độ nhất định cũng có thể sinh ra biến chất, nhưng lực lượng gấp 5 lần tuyệt đối so với bát ảnh cường hơn đó là có thể khẳng định. Hơn nữa, hai cái này đều không xung đột, Lâm Lạc hoàn toàn có thể ở trên cơ sở gấp 5 lần lực lượng đánh ra bát ảnh, này lại là uy lực hạng gì. Tuy cái này sẽ làm tốc độ tiêu hao yêu hạch đề cao gấp 5 lần, nhưng ai bảo mình hiện tại không thiếu tiền chứ? Trên mặt lâm lạc lộ ra một vòng tiếu dung, tử đỉnh trong thức hải cho hắn kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. chương 14, ngũ hành đồng tu, ngày mai, ta liền đi vũ kinh lâu lấy thổ, kim, một tam hệ công quyết, nhìn xem đến tột cùng có thể năm hệ cùng tu hay không. Cả đêm xuống, hỏa hệ chân nguyên lực của lâm lạc cũng không có quá nhiều tăng trưởng, nhưng thủy hệ chân nguyên lực lại đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá đến hậu thiên nhị tầng, Nhờ sự giúp đỡ của hỏa hệ đạt đến hậu thiên lục tầng, tốc độ luyện hóa của hỗn độn dung lô so với hậu thiên nhị tầng lúc trước không biết đề cao hơn bao nhiêu, rõ ràng trong vòng một đêm khiến cho thủy hệ chân nguyên lực đạt đến trình độ hậu thiên nhị tầng. Mặt khác, thủy hệ chân nguyên lực liên tục đột phá cũng làm cho Lâm Lạc kích hoạt thêm hai cái khiếu huyệt, hiện tại hắn tổng cộng có 9 cái khiếu huyệt kích hoạt. Đương nhiên, số lượng này vẫn là vô cùng thê thảm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Lạc phải đi Vũ Kinh lâu. Đây là Lâm gia trọng địa, lầu một gửi pháp quyết lầu hai là vũ kỹ theo trình độ chân quý mà nói pháp quyết so với vũ kỹ thua kém rất nhiều chỉ cần là lâm gia đệ tử pháp quyết lầu một có thể tùy ý đọc qua chỉ cần đừng truyền ra bên ngoài là được nhưng lầu hai thì là cấm địa trừ khi lập nhiều đại công hoặc là kỳ tài ngút trời nếu không cho dù lâm gia đệ tử cũng chỉ có thể học được một bộ chiến lan quyền nhưng cực hạn chỉ có nhị ảnh mà thôi dù là như thế cũng đủ làm cho võ giả tầm thường hâm mộ đến chết lâm lạc người tới nơi này làm cái gì lâm lạc mới vừa tiến vào vũ kinh lâu liền bị một trung niên nam nhân theo dõi gặp qua cương vũ tộc thúc lâm lạc đầu tiên là đi qua thi lễ thản nhiên nói ta tu hành xích dương quyết không có tiến bộ gì muốn đổi một môn pháp quyết thử xem nam nhân này gọi là lâm cương vũ luận bối phận là thúc bá của lâm lạc nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt hơn 30 tuổi còn bị vây ở hồ lực cảnh bởi vậy cũng chỉ có thể ở vũ kinh lâu gánh cái chức quan nhàn tản người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết ai không có việc gì lại muốn tới nơi này. Trước cửa vũ kinh lâu này tự nhiên có thể răng lưới bắt chim, cho bụi trong phòng cũng nhanh muốn trồng chất rồi. Lâm Cương vũ thầm nghĩ người một cái phế vật mới kích hoạt ba cái khiếu huyệt, đừng nói đổi một môn pháp quyết, dù là thay một trăm loại, một ngàn loại cũng vẫn là phế vật. Bất quá hắn cũng không giống như Lâm là có một gia 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 chủ làm hậu trường, lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm. Hắn vung tay lên nói, vậy người tự mình đi chọn đi, nhưng đừng quên quy củ vũ kinh lâu, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quyển, trong vòng một tháng trả lại, không được tự ý truyền cho người khác. Biết rõ, Lâm Lạc ở lầu một lục lọi lên, trước sau tìm ra một quyển hậu thổ quyết, một quyển duệ kim quyết cùng một quyển khô mộc quyết. Trí nhớ của hắn rất tốt, xem qua mấy lần liền thuộc ba bộ pháp quyết ở trong tâm. Sau khi xác nhận không có nhớ lầm một chữ, Lâm Lạc lấy một quyển hậu thổ quyết, để cho Lâm Cương Vũ ghi lại, lập tức trở về đến trong biệt viện. Lấy ra một khỏa yêu hạch, hỗn độn dung lô vận chuyển. Ông, tử đỉnh trong thức hải run rẩy năm môn công pháp đồng thời vận chuyển trình độ luyện hóa yêu hạch của lâm lạc lập tức tăng vọt gấp 5 lần trong cơ thể kết thành năm cái đan hạch trong đó dùng hỏa hệ đan hạch là lớn nhất thủy hệ đan hạch thứ hai tam hệ đan hạch khác thì như tinh vân so với hạo nguyệt mặt trời nhỏ bé vô cùng nguyên bản lâm lạc phải mất 4 ngày mới có thể luyện hóa một khỏa thất gia yêu hạch nhưng hiện tại không đến một ngày một khỏa thất gia yêu hạch đã bị luyện hóa thành mảnh vụn 5 ngày sau hỏa hệ chân nguyên lực của lâm lạc đạt đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong nhưng lúc này hắn gặp được một bình cảnh thủy chung không có cách nào phá tan trói buộc của hậu thiên lục tầng tiến vào bạo khí cảnh ra ra nói qua bạo khí cảnh là một nhảy vọt cự đại chân nguyên lực có thể nhập vào cơ thể nhưng muốn thành công đột phá cần phải đem chân nguyên lực chiết xuất thoát thai hoán cốt mới có thể phá tan bình cảnh lâm lạc cố gắng nhớ lại những dạy bảo của lâm hành nam trước kia đã từng nói với hắn đây đều là kinh nghiệm võ đạo đúng là khiếm khuyết lúc này của lâm lạc đối với chín thành võ giả mà nói hậu thiên lục tầng đỉnh phong chính là cực hạn cả đời bọn họ có thể thấy được bạo khí cảnh là khó có thể đột phá như thế nào ta cũng không cần nóng lòng hơn một tháng trước ta còn dãy ruộng ở hậu thiên nhị tầng hiện tại đã là hậu thiên lục tầng đỉnh phong không thể quá mức cầu thành muốn trừ đi tạp chất trong chân nguyên lực lại tiến hành xúc tích đánh vỡ bình cảnh cho dù ta có hỗn độn dung lô cũng ít nhất mất hai tháng thời gian nhưng tân niên tế điển còn có một tháng nữa sẽ tiến hành ta nhất định không thể trước đó đột phá. Tuy tân nhiên tế điển hàng năm đều cử hành, nhưng Gia Gia nói mỗi cách 3 năm tế điển đại bỉ, bài danh trước 10 xuất sắc sẽ có một lần kỳ ngộ lớn lao. Lúc ấy Gia Gia không có nói tỉ mỉ, đại khái là sợ làm bị thương tự ái của ta, nhưng từ biểu lộ của Gia Gia ngay lúc đó đến xem, đây là một đại tạo hóa. Lúc này đây vừa vặn lại là 3 năm, cho dù chỉ là vì Gia Gia, ta cũng phải lấy được một danh ngạch. Nếu như ta tiến vào bạo khí cảnh, nhất định ổn lấy được thứ nhất một đời tuổi trẻ trong tộc cũng chỉ có ba người đạt đến bạo khí cảnh, dùng thực lực hậu thiên lục tầng đỉnh phong của ta, muốn cướp được một danh ngạch trước 10 tuyệt không vấn đề. Tuy Lâm Lạc tạm thời không có cách nào đột phá bạo khí cảnh, nhưng tứ hệ chân nguyên lực của hắn cũng đang đột nhiên tăng mạnh, khi khỏa yêu hạch thứ 9 bị Lâm Lạc luyện hóa, năm hệ công pháp của Lâm Lạc toàn bộ đạt đến hậu thiên lục tầng. Chỉ là ngoại trừ hỏa hệ ra, tứ hệ chân nguyên lực khác cũng chỉ có tiêu chuẩn hậu thiên lục tầng sơ kỳ. Nhưng làm cho Lâm Lạc tiếc nuối chính là, ngũ hành chân nguyên lực lẫn nhau xung đột, hắn không cách nào đem hai chủng chân nguyên lực trở lên đồng thời vận chuyển, nếu không chẳng những không thể phát ra nổi hiệu quả tăng phúc lực lượng, ngược lại bởi vì ngũ hành xung đột mà suy yếu đến không bằng vận dụng đơn hệ chân nguyên lực. Nhưng chỗ tốt là chân nguyên lực của Lâm Lạc tích xúc so sánh với võ giả tầm thường càng thêm hùng hậu, hỏa hệ chân nguyên lực đã tiêu hao hết có thể dùng thủy hệ, thủy hệ chân nguyên lực hết có thể dùng thổ hệ. Đồng dạng sử dụng hồ ảnh quyền, hắn có thể so với võ giả cùng giai bình thường nhiều ra gấp 5 lần. Kết quả này tuy không phải làm cho Lâm Lạc rất hài lòng, nhưng ít ra đã gia tăng một lá bài tẩy của hắn. chương 15, thẩm Gia mở tiệc, một về phương diện khác, số lượng khiếu huyệt kích hoạt trong cơ thể hắn tăng vọt đến 31 cái, cái này chỉ có thể so sánh với một võ giả hậu thiên lục tầng bình thường, nhưng Lâm Lạc lại đột phá 30 lần mới đạt tới, có thể thấy được căn cốt của hắn kém cũng không có thay đổi gì. Bởi vì có chuyện Trư đại hải này, thời điểm Lâm Lạc đi tiệm bán thuốc bán thạch căn thảo đều dịch dung qua, lại mua trở về 10 khỏa thất giai yêu hạch, đem năm hệ chân nguyên lực toàn bộ đưa đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Nhưng ngoài trừ đi tạp chất trong chân nguyên lực, hỗn độn dung lô cũng không thể phát ra nổi tác dụng gì, Lâm Lạc phải dựa vào lực lượng của mình. Nhưng quá trình này cũng không liên quan đến căn cốt, cùng kích hoạt vài cái khiếu huyệt không quan hệ, cần chỉ là thời gian mà thôi. Ban ngày, Lâm Lạc không ngừng vận dụng hồ ảnh quyền, hắn nhiều lần tôi luyện đối với năng lực khống chế chân nguyên lực, đây là một con đường mà võ giả muốn trở thành cường giả phải qua. Mỗi nhất kích sử dụng, muốn sử dụng nhiều ít lực lượng, nhiều một phần chính là lãng phí, thiếu một phần sẽ không đủ, chỉ có khống chế đối với chân nguyên lực đạt tới tinh xảo, cử trọng nhược khinh mới có thể trở thành một cao thủ chân chính. Bùm, 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 lâm lạc không ngừng huy động hai đấm, một cây tùng cỡ chén ăn cơm bị hắn đánh hơn 10 quyền ầm ầm ngã xuống. Tạp, lại là một quyền đánh ra, một đoạn thân cây rõ ràng xinh xinh bị đánh thành mảnh vỡ, làm cho một quyền kế tiếp của lâm lạc trực tiếp oanh vào trong không khí, quyền lực phản chấn, khí huyết của hắn lập tức bốc lên một hồi, khó chịu đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chuyện gì xảy ra, Lâm Lạc vô cùng ngạc nhiên, hắn biết rõ quyền lực của mình, ít nhất phải oanh ra 13 quyền mới có thể cắt đứt thân cây. Lúc trước hắn rõ ràng đánh ra ba quyền, nhưng quyền thứ tư lại ngạnh xanh oanh một mảng lớn thân cây thành bão vụn, đây là lực sát thương khủng bố hạng gì. Hắn không khỏi ngừng lại, cố gắng nhớ lại tình huống vừa rồi. Vừa rồi, hỏa hệ chân nguyên lực của ta sắp hao hết, bởi vậy ta liền dùng thủy hệ chân nguyên lực chuyển biến thành, nhưng một ít hỏa hệ chân nguyên lực còn sót lại, hai cái trong lúc đó ẩn ẩn sinh ra xung đột, nên ta mới vội vàng đem quyền kình đánh đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, thủy hỏa không dung, rõ ràng sinh ra uy lực tính chất bạo tạc. Hai mắt Lâm Lạc đột nhiên sáng ngời, vừa rồi uy lực một kích kia thậm chí vượt qua hai hệ chân nguyên lực chất chồng có thể sinh ra, nếu hắn có thể tái hiện một kích này, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Vừa rồi, rốt cuộc là cảm giác gì? Hắn lấy ra một quả yêu hạch, nhanh chóng bổ sung chân nguyên lực tiêu hao hết, cố gắng tái hiện một kích long trời lở đất này. Nhưng một canh giờ đi qua, hắn lại không hề tiến triển, ngược lại bởi vì ngũ hành tương khác lẫn nhau, chân nguyên lực xung đột làm cho hắn bị một ít nội thương. Đáng giận, vì cái gì làm không được, lâm lạc vô cùng tức giận, tiện tay một trường chụp đến, tạp một tiếng, đoạn thân cây đột nhiên đều vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, phiêu lãng trong không khí. Bùm! cây tùng này cao đến ba trượng lập tức ầm ầm ngã xuống. Ta hiểu được rồi, lâm lạc sướng sờ, không khỏi cất tiếng cười to, muốn đánh ra một kích khủng bố này, mấu chốt là phải cân bằng thủy hỏa chân nguyên lực, lại dùng cao tốc đánh ra, làm cho hai loại bài xích nhau, sinh ra lực phá hoại cự đại mà không phải giúp nhau triệt tiêu. Vô luận là thủy hệ hay là hỏa hệ, chân nguyên lực một hệ nào cũng không thể nhiều, cũng không thể thiếu, nếu một khi cân bằng bị phá hư, sẽ tạo thành trùng kích đối với bản thân mình. Lâm Lạc ngưng thần tĩnh tâm, Điều động thủy hỏa chân nguyên lực, sau khi lấy được một cái cân bằng tuyệt đối, bỗng nhiên oanh ra. Bằng, một đoạn thân cây bị oanh thành mảnh vụn, lại hiện ra lực phá hoại cuồng bạo. Ha ha, ngũ hành chân nguyên lực không thể thuyên chuyển, cái này là phi thường tiếc nuối, nhưng có một chiêu này, ta lại có thể phát huy ra uy lực vượt qua hai loại chân nguyên lực chất trồng. Ân, thủy hỏa có thể bài xích nhau, vậy có phải có thể tam hệ bài xích nhau, tứ hệ bài xích nhau, năm hệ bài xích nhau hay không? Nếu như có thể ngũ hành chi lực bài xích nhau, lực phá hoại bảo tạc này tuyệt đối vượt qua gấp 5 lần lực lượng chất chồng. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi ngứa ngáy, lập tức bắt đầu thí nghiệm lên. Muốn đồng thời khống chế ngũ hành chân nguyên lực, cái khó khăn này thật sự quá cao, dù sao nhất tâm lưỡng dụng đã phi thường hao tâm tổn sức, huống chi muốn đồng thời điều khiển 5 loại chân nguyên lực, đạt tới cân bằng tuyệt đối. Lâm Lạc không ngừng thí nghiệm, sau khi hai hệ chân nguyên lực dung hợp thuần thục, hắn thử gia nhập chân nguyên lực thứ ba. Nhưng cái này y nguyên vượt qua cực hạn của hắn, không có chỗ nào mà không phải dùng thất bại mà chấm dứt. Cũng không phải không thể thực hiện được, mà là điều khiển của ta đối với chân nguyên lực quá yếu. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá, cho dù một kích thủy hỏa chân nguyên lực dung hợp, lực phá hoại này ít nhất cũng có thể đề cao gấp 3. Một kích này uy lực cực lớn, phải cho nó một cái danh tự. Uy lực cuồng bạo, lực sát thương kinh người, không bằng gọi là Lôi bạo sát, cái này cũng có thể coi như là vũ khí khác loại chỉ có võ giả cùng tu hai chủng chân nguyên lực mới có thể sử dụng. Nhưng muốn dung hợp ba đạo chân nguyên lực khó khăn thật sự quá lớn, mấy ngày sau, lôi bạo sát hy nguyên chỉ có thể dung hợp hai chủng chân nguyên lực, nhưng lâm lạc ở phía trên điều khiển lại lấy được tiến bộ nhảy vọt, trước kia cần ba tức chuẩn bị thời gian, nhưng bây giờ có thể áp xúc đến một hơi liền đánh đi ra. Bước vào đại môn võ đạo này, lâm lạc như si như say, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Lâm lạc thiếu ra, người có thiếp mời. Mấy ngày sau, một gia đình xuất hiện ở trong sân, đem một tấm thiếp mời đỏ thẫm giao cho Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, tiện tay nhận lấy thiếp mời, mở ra xem xét, là thiên kim của thẩm gia gia chủ Bạch Dương Trấn muốn làm sinh nhật 20 tuổi, bởi vậy mở tiệc chiêu đãi tuổi trẻ tuấn kiệt của Bạch Dương Trấn. Mặc dù Lâm Lạc có mỹ danh Lâm gia phế vật đại thiếu gia, nhưng dù nói thế nào hắn vẫn là độc tôn của Lâm Hành Nam. Mà Lâm Hành Nam lại là một trong ba vị siêu cấp cao thủ hậu thiên thập nhị tầng cảnh giới của Bạch Dương Trấn, chỉ cần hắn một ngày bất tử, thân phận Lâm Lạc đại thiếu gia này sẽ không thay đổi. Hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, Lâm Lạc đã học được tính cách tự hỏi nguyên nhân sâu xa của một vấn đề. Chương 16, thẩm gia mở tiệc, hai, đây là ý ở trong rượu, bọn họ muốn thông qua ta tới thăm dò tình cảnh của gia gia. Tam đại gia tộc giúp nhau chế ước, tất cả mọi người là một hậu thiên thập nhị tầng cường giả tỏa chấn. Nhưng bất kể là gia gia đột phá tiên thiên cảnh, hoặc là trùng kích tiên thiên cảnh thất bại mà cảnh giới ngã xuống, đều đánh vỡ cân bằng của tam đại thế lực. Nếu Gia Gia còn đang ở hậu thiên thập nhị tầng, như vậy cách cục tam đại gia tộc lẫn nhau chế ước sẽ không thay đổi. Nhưng nếu cảnh giới của Gia Gia ngã xuống, như vậy thầm, lý hai nhà đại khái sẽ liên thủ ra tay đối với lâm gia ta. Sau lưng một sinh nhật yến nho nhỏ, cư nhiên còn cất giấu nhiều âm mưu như vậy. Lâm lạc không khỏi lâm vào trầm tư, thầm nghĩ, nếu ta không đi mà nói, hai nhà thẩm lý ngược lại sẽ nghi ngờ. Nên ta phải đi, còn phải biểu hiện cao điệu, nếu không Lâm ra ta tất có đại hỏa. Mặc dù hắn đối với Lâm Đông Bình tổn ý quyết xiết, nhưng dù sao vẫn là người Lâm ra, Lâm Lạc Tuyệt không nguyện ý chứng kiến gia tộc bị diệt. Hơn nữa, tổ chim bị phá nào có chứng lành, nếu Lâm ra bị hai nhà thẩm, lý chiếm đoạt, hắn ngoại trừ như chó nhà có tang trốn chết ra, vậy cũng chỉ có khí lực va chạm mà chết. Nhìn xem ngày, sinh nhật Yến là ở hai ngày sau đó, Lâm Lạc đem thiếp mời thu vào. Sinh nhật vị thiên kim này của thẩm gia tên là thẩm Nguyệt Lam, là cháu gái duy nhất của thẩm gia gia chủ, cũng là kỳ tài ngút trời, mặc dù mới vừa mãn 18, nhưng nghe nói Tu Vi đã là hậu thiên thất tầng. Hai ngày này bên ngoài tin tức nho nhỏ bay lả tả, đều nói thẩm gia là mượn cơ hội này chọn phu quân cho thẩm Nguyệt Lam. Lâm Lạc không khỏi cười cười, nhân tài như thẩm Nguyệt Lam, thẩm gia đâu chịu gả nàng đi ra ngoài, tất nhiên là muốn kén rể. Hơn nữa, mỗi đại gia tộc trải qua vài trăm năm khai chi tán diệp, quan hệ huyết thống mỏng manh, cho dù tộc nhân cùng họ chỉ cần không phải quan hệ huyết thống trực hệ liền có thể kết hôn loại cách làm này thứ nhất có thể giữ lại tộc nhân nữ tính thiên phú kiệt xuất ở trong tộc thứ hai cũng có thể tăng mạnh lực ngưng tụ của gia tộc hắn một thân vải thô ma y đi đến cửa ra vào của thẩm gia thiếu chút nữa bị người hầu trông cửa coi thành hạ nhân mà đuổi đi ra ngoài phải nói hắn trước kia quả thật có cẩm y ngọc phục nhưng từ khi lâm hành nam bế quan cung cấp phương diện này tự nhiên là bị chặt đứt mà lâm lạc lại đang ở tuổi lớn quần áo ba năm trước sao còn có thể lấy ra mặc. Sau khi lấy ra thiếp mời, hắn mới được một người hầu dẫn vào phòng khách, lúc này trong đó đã là đầu người khởi động, ngoại trừ thanh thiếu niên của Lâm, Thẩm, Lý Tam đại gia tộc ra, cũng không có ít đệ tử tiểu gia tộc, nguyên một đám ăn mặc quần áo ngăn nắp. Lâm lạc ngồi ở trong một góc, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, không chút nào thu hút. Hắn thở ơ lạnh nhạt, thấy được đám đệ tử Lâm ra Lâm Đông Bình, Lâm Tâm Kính, cũng nhìn thấy Lý Gia Lý Song Ngư, Lý Song Kiếm tuổi trẻ tuấn ngạn. Nhưng cao thủ đứng đầu một đời tuổi trẻ trong hai nhà Lâm, Lý đều không có, Lâm gia Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng, Lý gia Lý Chiêu Dương, Lý Càn Long, đây mới là tuấn kiệt mạnh nhất trong một đời tuổi trẻ của hai đại gia tộc. Lâm Đông Bình cũng nhìn thấy Lâm Lạc, nhưng chỉ là lộ ra một vòng cười lạnh khinh miệt, đối với hắn chẳng thèm mó tới. Rất nhanh, một lão giả uy nghiêm hơn 60 tuổi đi vào trong đại sảnh, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp hàm tiếu. Lão giả này có một cổ khí thế không giận mà uy, vừa tiến đến các loại thanh âm ầm ý trong đại sảnh liền dần dần thấp xuống, cuối cùng lặng ngắt như tờ, đều đem ánh mắt bỏ vào trên thân hai người một già một trẻ kia. Các vị tuổi trẻ tuấn kiệt, lão phu là Thẩm Giật Trần, hoan nghênh các vị tới tham gia sinh nhật yến của Nguyệt Lam. Đây là thịnh hội của người tuổi trẻ, lão phu sẽ không nói nhiều, tất cả mọi người ăn ngon, uống tốt, không cần khách khí. Lão giả tự giới thiệu xong liền rời đi đại sảnh, đồng tử Lâm Lạc ngưng tụ lại, đây cũng là Thẩm gia gia chủ Thẩm Giật Trần, cùng Lâm Hành Nam đồng dạng, Siêu cấp cường giả Hậu Thiên thập nhị tầng. Quả nhiên lợi hại, ở dưới ánh mắt lão nhân chiếu rọi, vầng sáng của những người khác thật giống như là đom đóm so với Hạo Nguyệt, kém đến rất nhiều. Mà Thẩm Nguyệt Lam cũng không đơn giản, vầng sáng trên người ít nhất phải gấp 10 so với một võ giả Hậu Thiên lục tầng, tuyệt đối đã bước chân vào bạo khí cảnh, điểm này đồn đãi cũng không sai. Vị thiên kim này của Thẩm gia rất biết cách dẫn đạo bầu không khí, rất nhanh hoàn toàn xứng đáng thành vai chính của yến hội, mỗi người đều vây quanh nàng, giống như là Lâm Đông Bình tự nhận là người bất phàm cũng bị hoàn toàn mê đảo, liên tiếp tiến lên mời rượu. Phó đạo gian nan, cho dù đem tinh lực cả đời hoàn toàn đầu nhập đi vào cũng chưa chắc có thể trèo được lên đỉnh phong, người trầm mê ở nữ sắc chỉ thành tựu có hạn. Lâm Lạc nghĩ tới Gia Gia đã từng nói qua, trong mắt hắn, Thẩm Nguyệt Lam đúng là lớn lên hơi chút xinh đẹp một chút mà thôi, cùng nữ tử khác cũng không có gì bất đồng. Hắn đã thụ đủ trào phúng hèn mọn, chí trở thành một cường giả đã thành truy cầu duy nhất của Lâm Lạc. Các vị, chúng ta đều là người thu vũ, nếu chỉ là uống chút rượu, thưởng thức ca múa, cùng những người tục tằng bên ngoài kia đâu có gì bất đồng. đột nhiên lời nói của thẩm nguyệt lam xoay chuyển, hướng toàn trường nói. tuy trong nội tâm những người khác vô cùng đồng ý, nhưng thẩm nguyệt lam đã chụp mũ xuống đầu, nếu phản đối mà nói, chẳng phải là ngang bằng như những phàm phu tục tử bên ngoài kia sao? lâm đông bình vì dẫn hấp thẩm nguyệt lam chú ý, lập tức đứng lên, giống như một con khổng tước động dục, tận lực ở trước mặt đối phương triển khai tài nghệ nguyệt lam tiểu thư nói rất đúng chỉ không biết nguyệt lam tiểu thư lại có đề nghị gì thẩm nguyệt lam thản nhiên cười phong tình vạn trùng làm cho vô số người đều là một hồi thần mê hoa mắt không bằng mọi người đến luận võ trợ hứng đi quy tắc như thế nào lý Song ngư không cam lòng để lâm đông bình cướp đi mục quang của thẩm nguyệt lam đứng lên đoạt lấy câu chuyện thẩm nguyệt lam lại cười cười vỗ nhẹ nhẹ tay lập tức có một tiếu tỉ bưng lên một khay ngọc trên mặt bầy đặt một khối kim loại ngân sắc chỉ vẹn vẹn lớn bằng nắm tay nàng đem khay ngọc phóng ở trên mặt bàn trước mặt mình nói. Rất đơn giản, từng đôi tỉ thí, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là mạnh nhất. Một khối thiên la một kim này, chính là ban thưởng cho người thắng cuối cùng. chương 17, lần đầu xuất chúng, một, cái gì, thiên la mục kim, đây chính là kim loại thế gian ít có, dùng để đúc luyện vũ khí mà nói, chỉ cần gia nhập một chút liền có thể khiến cho binh khí sắc bén đề cao thập bội, không thể tưởng được thẩm gia rõ ràng sẽ xuất ra bảo vật như vậy làm phần thưởng. Hư, thẩm gia làm sao không công tống xuất bảo vật như vậy? Các ngươi không có phát hiện ư, hôm nay mặc dù người trình diện nhiều, nhưng lâm gia lâm đông lưu, lý gia lý càn long đều không có, đâu có thể nào là đối thủ của thẩm gia. Thẩm gia quả nhiên là đã tính trước, trong đại sảnh lập tức một mảnh nghị luận tới tấp, nhưng tâm thần lâm lạc đều bị khối thiên la mục kim này hấp dẫn. Hắn có hỗn độn dung lô, hoặc là nói là thức hải có tử đỉnh, có thể chứng kiến vật gì đó mà người khác không cách nào nhìn qua. Khối thiên là một kim này tản phát ra vầng sáng nhu hòa, tràn đầy kim lực tinh khiết vô cùng. Lâm lạc có loại cảm giác, chỉ cần hắn luyện hóa lực lượng trong đó, kim hệ chân nguyên lực có thể nhất cử đột phá đến hậu thiên thất tầng. Mà chỉ cần một hệ đột phá, ngũ hành tương sinh, tứ hệ chân nguyên lực khác sẽ không hề trở ngại tùy theo tấn giai Cái này ở trước đó vài ngày trong khi tu luyện đã được đến căn cứ chính xác. Nhất định nhất định phải lấy khối thiên la mục kim này tới tay lâm lạc lập tức hạ quyết tâm chỉ có đặt chân bạo khí cảnh hắn mới có thể chính thức tiến vào hàng ngũ cao thủ hắn đối với khối thiên la mục kim này là tình thế bắt buộc đồng dạng bọn người lâm đông bình lý càn long cũng đều lộ ra mục quang lửa nóng nếu đã muốn lộ thực lực ra ngoài như vậy thì cao điệu một chút trong lòng lâm lạc nghĩ ngợi hắn càng cao điệu tất cả mọi người lại càng sẽ nghi thần nghi quỷ hắn được công nhận là lâm gia phế vật nếu có thể lực áp tất cả mọi người, trở thành vương giả trong một đời tuổi trẻ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ không cho rằng đây là bổn sự lâm lạc của hắn, mà là chiếm được lâm hành nam trợ giúp. Mà muốn cho một võ giả căn cốt kỳ kém như lâm lạc có thể đánh bại vô số thanh niên tuấn kiệt, đây chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Cho dù thẩm, Lý Hai nhà bán tín bán nghi, nhưng ở trước khi không có xác minh hư thật, thì tuyệt sẽ không dám ra tay đối với lâm gia mà cũng có thể đồng dạng kinh sợ dã tâm của Lâm Hồng Phong, làm cho người muốn đi theo hắn kinh sợ mà đứng thành hàng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận âm mưu gì đều là phí công. Tiên thiên cảnh cường giả đối với võ giả mà nói, chính là tồn tại như thần linh, nhấc tay trong lúc đó liền có thể phá hủy chọn cái bạch dương chấn, năng lực giả lớn như vậy ai có thể chống đỡ. Chẳng những cao điệu, còn phải kiêu ngạo, lâm lạc lộ ra một vòng tiếu dung, cao điệu, kiêu ngạo, cái này tựa hồ là hắn chưa từng có thử qua thẩm ra hiển nhiên sớm có chuẩn bị thẩm nguyệt lam vừa mới quyết định mở lôi đài bọn thủ hạ lập tức bắt đầu thanh lý hiện trường trong đại sảnh dọn ra một địa phương tứ trượng vuông dùng đá cẩm thạch đáp thành một lôi đài cao nửa trượng thẩm nguyệt lam mỉm cười nói nếu là trận đấu này dù sao cũng phải có quy củ cố định chỉ cần thua qua một trận liền đào thải mà thắng liền hai trường thì có thể nghỉ ngơi chư vị cảm thấy như thế nào nguyệt lam tiểu thư nói rất có đạo lý không có quy củ như thế nào thi đấu phải, người thua có thể tiếp tục khiêu chiến mà nói, đây chẳng phải là không dứt sao? Thắng hai trận có thể nghỉ ngơi, cái này miễn bị luân xa chiến không công bằng. Nguyệt Lam tiểu thư quả nhiên lan tâm huệ chất, lo lắng được mọi mặt. Một mảnh thanh âm nịnh nọt, Thẩm Nguyệt Lam lại là thản nhiên cười nói. Vậy vị tuấn kiệt nào lên đài trước triển lộ một ít thực lực? Lời vừa nói ra, chàng diện lập tức lạnh xuống, mặc dù có quy định thắng hai người có thể nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên là càng ra chế càng tốt, có thể tiết kiệm lực lượng hơn nữa trận đấu có người thắng này tự nhiên cũng khẳng định có người thua người thứ nhất bị loại bỏ này nhất định là mất hết mặt mũi bởi vậy ai cũng không chịu đi làm chim đầu đàn này nhưng đúng vào lúc này chỉ thấy một thân ảnh không cao lớn thế nào dẫm bước vững vàng leo lên lôi đài đúng vậy là lâm lạc lâm đông bình vừa giận vừa tức lập tức quát lâm lạc người chỉ là hậu thiên nhị tầng phế vật cũng dám đi lên nhanh xuống cho ta đừng cho lâm ra chúng ta mất mặt hắn chính là lâm lạc Lâm Gia Phế vật đại thiếu gia trong truyền thuyết kia, 17 tuổi mới đạt tới Hậu Thiên Nhị tầng, thật đúng là phế vật. Ai, gia gia của hắn chính là một trong tam đại cường giả mạnh nhất của trấn Lâm Hành Nam, như thế nào tư chất của hắn sẽ kém như vậy? Hi hi, nói không chừng là dã trùng. rất nhiều người chưa từng gặp qua Lâm Lạc, nhưng người không có nghe nói qua đại danh của Lâm Lạc tuyệt đối hiếm thấy, trong khoảng thời gian ngắn thanh âm trào phúng dưới đài đại tác. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một vòng thiếu dung ngạo nhiên phế vật, ta phế vật này đã lên đài, các ngươi còn đang ở phía dưới chít chít méo mó cái gì? Ngay cả lên đài cũng không dám, các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Cư nhiên bị một phế vật khách sáo, dưới đài rất nhiều thanh niên đều là mặt giận dữ, nếu như đổi lại là Lâm Đông Lưu, Thẩm Mạc Ngôn, Lý Càn Long những kiệt xuất nhất của tam đại gia tộc này, mọi người cũng đều nhận biết, xác thực tài nghệ không bằng người. Nhưng chỉ là một hậu thiên nhị tầng phế vật cũng dám ngang ngược càn rỡ như thế, điều này làm cho bọn họ sao có thể nhẫn. Ngay cả thẩm Nguyệt Lam cũng không khỏi lắc đầu, đối với tỷ nữ bên người nói. Không thể tưởng được lâm hành nam nhất đại cường giả, lại có một cháu nội không chịu được như thế. Cho dù lâm lạc là một phương nhân kiệt thì như thế nào, ở trước mặt tiểu thư, bất luận cái gọi là tuổi trẻ tuấn ngạn gì đều phải cúi đầu xuống. Tỷ nữ này không khỏi vuốt mông ngựa nói ra, thẩm Nguyệt Lam không nói gì, nhưng có chút nhếch khóe miệng lên, nói rõ nàng tâm tính lúc này của nàng. Lâm lạc, để cho la trung lương ta đến giáo huấn ngươi một chút một thiếu niên mạnh mẽ từ dưới đài chạy lên, bùm, còn không có đợi hắn đứng lại, lâm lạc đã là một cước đạp đi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh hơn đá người nọ bay đi ra ngoài. Người kia bay xuống dưới đài lăn một vòng, nhưng một cước này của lâm lạc nhìn như lực đá lực lớn, nhưng lại dùng xảo kinh, la trung lương này cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, sau khi lăn một vòng liền đứng lên, tức giận nói. Người cái hạ lưu tiểu nhân này, rõ ràng đánh lén. chương 18, lần đầu xuất chúng, 2, Lực chú ý của mọi người lập tức bị chỉ trích của La Trung Lương hấp dẫn, cho dù là đánh lén, một võ giả hậu thiên nhị tầng có thể thực hiện được ở trước mặt võ giả hậu thiên tầng 4 sao. Mặt mũi lâm lạc tràn đầy kiêu ngạo, hừ một tiếng nói. Lên lôi đài luận võ, phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chẳng lẽ sau này ngươi gặp được địch nhân còn phải trông cậy vào đối phương hỏi tính danh ngươi, lẫn nhau nói tiếng mời, mới động thủ sao. Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, chiến đấu chân chính tự nhiên không có công bình gì đáng nói, mặc dù Lâm Lạc có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà nói cũng là lời nói thật. Nhớ kỹ, người đả bại ngươi là lý kế, lại một đạo nhân ảnh bay lên lôi đài, nhưng còn không có đợi hắn nói xong, đã bị Lâm Lạc một cước đồng dạng đạp xuống dưới, mà một cước này so với một cước lúc trước kia thì nặng hơn nhiều, người nọ đau đến mức ôm bụng chảy mồ hôi lạnh. Bản thiếu gia không có hứng thú biết rõ danh tự chó với mèo. Lâm Lạc vô cùng kiêu ngạo nói, hắn cũng không có hạ lôi đài, ngược lại là làm một cái thủ thế vô cùng trào phúng, sau đó dùng mục quang bế nghế quét xuống dưới đài. Quá kiêu ngạo, lại là một người chui lên lôi đài, nhưng kết cục đồng dạng là bị một cước đạp bay. Liên tiếp 7 người bị đá hạ lôi đài, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ thận trọng. Tuy Lâm Lạc có đánh lén, nhưng về sau mấy người đi lên đều có chuẩn bị, nhưng vẫn bị Lâm Lạc một cước đạp bay. Hơn nữa, thực lực 10 người này đều là hậu thiên tầng 4, nếu Lâm Lạc là hậu thiên nhị tầng mà nói, đâu có thể nào liên tục đánh lén đắc thủ 10 lần chẳng lẽ phế vật đại thiếu gia này cũng không phải phế vật mà là cố ý ẩn giấu thực lực muốn bỗng nhiên nổi tiếng không đúng hắn là cháu nội của lâm hành nam lại không phải dễ cỏ gì cần phải cố ý giấu giếm thực lực sao a à, chẳng lẽ là lâm hành nam thành công trùng kích tiên thiên cảnh trong truyền thuyết tiên thiên cảnh cường giả thủ đoạn nghịch thiên đem một võ giả căn cốt cực kỳ kém ngạnh sanh tạo thành hậu thiên ngũ tầng lục tầng chuẩn cao thủ tuyệt không phải là việc gì khó nghĩ đến đây trong nội tâm tất cả mọi người đều lo sợ một tiên thiên cảnh cường giả ý nghĩa vô địch. Chẳng lẽ, Bạch Dương Trấn sau này sẽ trở thành thiên hạ của Lâm gia? Thấy không có người khiêu chiến, Lâm Lạc cười ha ha nói. Nếu không người nào dám khiêu chiến bản thiếu gia, vậy trực tiếp đem phần thưởng lấy ra cho bản thiếu gia, tuy chỉ là một khối đồng nát sắt vụn, bản thiếu gia cũng không để vào mắt, nhưng nếu là ban thưởng quán quân, bản thiếu gia miễn cưỡng thu vậy. Mọi người vừa nghe lại tức giận đến ngứa răng, thiên la mục kim còn là đồng nát sắt vụn mà nói, vậy còn có cái gì được xưng tụng là bảo vật? Tiểu tử này quá ghê tởm, cái này không phải cố ý tổn hại người sao? Lâm lạc, không thể tưởng được ngươi còn giấu được rất sâu. Lý ra lý xong ngư bỏ hai tay sau lưng, chậm rãi leo lên lôi đài. Trong lịch sử Bạch Dương Trấn, trong tam đại gia tộc còn cho tới bây giờ không có người đột phá qua tiên thiên cảnh, mà hắn cũng không tin tưởng Lâm Hành Nam có thể bước ra một bước này, mà chỉ là trước kia Lâm lạc cố ý giấu rốt mà thôi. Nói nhảm thật nhiều. Dù sao Lâm Lạc cũng là lần đầu tiên học bộ dáng ăn chơi chắc táng, có chút chẳng ra cái gì cả, hắn ngoắc ngón tay. Đối phó ngươi, bản thiếu ra một tay là đủ rồi. Quá kiêu ngạo, tuy Lý Song Ngư không phải đệ nhất cao thủ một đời tuổi trẻ trong Lý Gia, nhưng cũng là một thiên tài, nghe nói Tu Vi đã là hậu thiên lục tầng đỉnh cao, tùy thời có thể phá vỡ bước vào bạo khí cảnh. Ha ha, họa là từ miệng mà ra, cái này hắn muốn hỏng bét. Gia hỏa kiêu ngạo như vậy, đáng đời. Thất thiếu gia, hảo hảo giáo huấn hắn một trầu. Tuy người dưới đài cảm thấy Lâm Lạc cuồng ngạo, mà Lý Song Ngư lại tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc. Ngươi sẽ vì ngươi khẩu suất cuồng ngôn mà trả giá thật nhiều. Vọt, Lý Song Ngư dưới chân đạp mạnh, thân hình tựa như tia chóp phóng ra ngoài, một đạo ngân quang hiện lên, trong tay của hắn đã nhiều hơn một chuôi trường kiếm sáng loáng, hướng về Lâm Lạc nhanh đâm mà đi. Lâm Lạc không chút nào yếu thế, hữu quyền nhấc lên, cùng đối phương liều mạng, nắm tay đánh vào trên thân kiếm, liên tục phát ra rung động lắc lư hơn người chiêu thoáng qua một cái song phương rõ ràng thế lực ngang nhau lúc này thần sắc bọn người thẩm nguyệt lam lâm đông bình đều ngưng trọng lên ngay cả người dưới đài nguyên bản thay lý song ngư cố gắng triệu uy cũng dần dần không có thanh âm Hừ, cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực lý song ngư lạnh lùng nói ra người tuy cùng ta đồng dạng là tu vi hậu thiên lục tầng nhưng lực lượng là chết người là sống lâm lạc cho người biết một chút về âm vân kiếm pháp của lý gia ta cái kiếm pháp cho má gì, bản thiếu ra hết thảy một quyền chân áp. Lâm Lạc cười ha ha, mấy chiều đầu tất cả mọi người chỉ là thăm dò lẫn nhau, hiện tại mới là động thật. Tuy Lý Song Ngư có tuyệt chiêu, nhưng Lâm Lạc cũng đồng dạng có hổ ảnh quyền, càng không có dùng lỗi bảo sát. Cuồng vọng Lý Song Ngư giận dữ, ông một tiếng, thân kiếm đại minh, rõ ràng phát ra tiếng vang chói tai, hình thành một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được hướng Lâm Lạc oanh kích mà đi. Đây là lý gia tuyệt học âm vân kiếm pháp, kiếm âm chẳng những có thể phát ra tác dụng nhiễu loạn đối thủ, còn có lực phá hoại tương đối cường đại, bạo khí cảnh cao thủ thi triển thậm chí kiếm âm cũng có thể chấn vỡ tảng đá. Cảnh giới cao nhất của âm vân kiếm pháp có thể phát ra 13 đạo âm ba, tuy uy lực một đạo âm ba xa xa không kịp một kiếm oai, nhưng số lượng càng nhiều đồng dạng uy lực cường đại. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao như vậy phải xem một tính của tu luyện giả, nó cũng sẽ bị tu vi bản thân hạn chế. Một đạo âm ba hiển nhiên không phải tài nghệ thật sự của Lý Song Ngư, cũng không biết hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào. Nhưng hắn ở trên tạo nghệ âm vân kiếm pháp hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới cao nhất, nếu không âm vân sẽ nhìn không đến. Âm vân vô ảnh vô hình là để cho người khủng bố nhất, giết người đả thương địch thủ trong lúc vô hình. Lâm Lạc triển khai hồ ảnh quyền, đồng dạng chỉ sử dụng nhất ảnh, một quyền liền đánh nổ nát âm vân. Chiến, 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 Lý Song Ngư cũng không dám còn có ý khinh thị nữa. Sát chiêu của Âm Vân kiếm pháp dần dần lộ ra, đánh ra âm vân càng ngày càng nhiều. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, bảy đạo, trong nội tâm lý Song Ngư lấy làm kinh ngạc. Chương 19, thắng xuất một, bảy đạo âm ba đã là cực hạn của hắn, nhưng xem Lâm là cử trọng nhược khinh, bộ dáng nhẹ nhàng như thường, hiển nhiên đối phương còn không có đạt tới cực hạn. Chẳng lẽ mình sẽ bại bởi một phế vật? Tuy trong nội tâm hắn đã nhận định Lâm Lạc là cố ý giấu rốt. Nhưng trải qua thời gian dài quan niệm Lâm Gia phế thiếu đã thâm căn cố đế, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả sẽ thua bởi Lâm Lạc. Chỉ có chút năng lực ấy cũng dám tới khiêu chiến bổn thiếu, cút cho ta. Lâm Lạc quát nhỏ một tiếng, ngũ ảnh vừa ra, ngay lập tức Lý Song Ngư nhất thời chật vật đón đỡ, chỉ hơn 10 chiêu đã bị một quyền của Lâm Lạc oanh ra lôi đài, rơi chổng vó xuống đất. Lý Song Ngư lập tức bò lên, sắc mặt xanh mét. Một quyền của Lâm Lạc tuy rằng đánh ngay ngực làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng càng đau chính là lòng tự ái của hắn, không ngờ lại bị một tên phế vật không chút khoan nhượng oanh xuống đài. Hơn nữa đúng như lời nói của Lâm Lạc, chỉ dùng một tay. Hắn không hề quay đầu lại rời khỏi yến khách thính, tiếng bước chân nặng nề giống như dẫm đạp lên trong lòng mọi người. Trong lòng Lâm Lạc hoàn toàn thanh minh, biểu tình trên mặt lại cuồng ngạo, ngón tay quét một vòng, nói. Có kẻ nào lợi hại hơn một chút hay không, chỉ loại mặt hàng này thật sự làm bổn thiếu không để nổi hứng thú. Tuy rằng Lâm Lạc có vẻ thật ngạo mạn, nhưng đánh bại Lý Song Ngư đã chứng minh được thực lực của hắn, tuy rằng trong lòng mọi người thật khó chịu nhưng chỉ có thể cắn răng, ồn ào kêu tên của Lâm Đông Bình cùng Lý Song Kiếm, hy vọng bọn họ có thể đánh bại được Lâm Lạc. Tiểu thư, nhìn Lâm Lạc tựa hồ rất lợi hại, tỷ nữ của Trầm Nguyệt Lam có vẻ lo lắng nói, không ngại, hắn còn chưa tiến vào bạo khí cảnh, càng lợi hại cũng chỉ có hạn. Bạo khí cảnh cùng hổ lực cảnh cách biệt một trời, tranh lệch cũng không chỉ dùng vũ kỹ thì có thể bù lại. Trầm Nguyệt Lam không hề có chút lo lắng, hiện tại hắn đem mình nâng lên càng cao, sau khi bị ta đánh bại thì rơi càng nặng, chẳng qua làm nền cho ta mà thôi. Tiểu thư thật thông minh, tỷ nữ kia nhân cơ hội nịnh nọt, lâm lạc, người ẩn nấp được đủ sâu, trong tiếng hoan hô của mọi người, lâm đông bình đi lên lôi đài. Sắc mặt lâm lạc lạnh lùng, nói, trường ấu có thứ tự, ta là trưởng tôn của lâm gia, còn là tộc huynh của ngươi, thấy ta còn không hành lễ. Lâm Đông Bình vốn chuẩn bị bóc ra khuyết điểm ngày trước của Lâm Lạc, nhưng câu nói đầu tiên của lâm lạc khiến cho hắn nhảy dựng lên một tên phế vật như ngươi dám bảo ta hành lễ với ngươi chẳng phân biệt được tôn ti nên đánh lâm lạc nắm chặt tay phải thân ảnh chợt lóe đã đánh tới đối phương sợ ngươi hay sao lâm đông bình cũng dùng hổ ảnh quyền nhất thời cùng lâm lạc binh binh bàng bàng đánh thành một đoàn hổ khiếu nhất nguyên hổ bát lưỡng nghi hổ lạc tam tài hổ chiến tứ tượng hai người giống như đang bồi luyện đem tinh diệu của hồ ảnh quyền biểu hiện ra đầy trời đều là quyền ảnh vô cùng đồ sộ nhưng từ sau khi đạt tới tứ ảnh lâm đông bình không dùng ngũ ảnh mà lăn qua lộn lại sử dụng hồ chiến tứ tượng lâm lạc lạnh lùng cười nói kẻ ngu ngốc chỉ biết tứ ảnh cái gì lâm đông bình tự phụ mình là thiên tài ngay ca ca của hắn lâm đông lưu cũng không nhìn vào trong mắt chỉ cho rằng đối phương sinh ra sớm hơn hắn vài năm mới có thể cao hơn hắn một bậc hắn hận nhất là người khác khinh thị thiên phú của hắn đặc biệt lời này là từ trong miệng Lâm Lạc nói ra. Ngu xuẩn, không nghe được hay sao? Lâm Lạc cười ha ha, nguyên lai like người ngươi chẳng những đầu óc ngu xuẩn, liên lỗ tai cũng có vấn đề. Lâm Lạc, ta muốn giết ngươi. Lâm Đông Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tứ ảnh xuất ra. Hắn đã tới tu vi thiên lục tầng đỉnh phòng, đủ chống đỡ cho hắn sử dụng trăm lần tứ ảnh. Chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm, ánh mắt Lâm Lạc ngưng tụ, đánh ra ngũ ảnh. Cái gì, Lâm Đông Bình vừa kinh vừa sợ, Lâm Lạc lại có thể đạt tới ngũ ảnh. Một phế vật còn đạt được ngũ ảnh sớm hơn cả hắn, vậy hắn là gì, phế vật trong phế vật sao? Cho người cuồng ngạo, nên đánh, Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngũ ảnh xuất ra, mỗi kích đều có thể oanh chúng Lâm Đông Bình, đem Lâm Đông Bình đánh tơi tả. Tất cả mọi người thiếu chút nữa bị chọc giận đến bốc khói, thầm nghĩ rốt cuộc là ai mới cuồng ngạo, Lâm Lạc kia đúng thật là được thế không buông tha người. Người đánh người mà trên miệng còn không chịu có hại, Lâm Đông Bình không bị chọc tức chết đã là tốt lắm. Oanh, 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 oanh! Lâm lạc xuất quyền như mưa, hắn có ngũ hành chân nguyên lực chống đỡ, căn bản không cần lo lắng bị kiệt lực. Lâm Đông Bình không cách nào ngăn trở, khuôn mặt Tuấn tú đã bị đánh tím bầm không chịu nổi, miệng không ngừng phát ra tiếng hít thở trầm trọng, chẳng khác gì là ốm bế. Tuy rằng hiện tại Lâm Đông Bình còn miễn cưỡng trèo chống, nhưng mọi người biết rõ hắn đã bị bại. Lâm lạc làm sao lợi hại tới như thế? Phải biết rằng cảnh giới có thể dựa vào đan dược như tăng nguyên đan để tăng lên cấp tốc nhưng vũ kỹ chỉ có thể dựa vào cảm mộ của mình mà lý giải. Đều nghe nói lâm gia đại thiếu là phế vật, nhưng phế vật có thể đem thiên tài cùng cảnh giới đánh không còn lực đánh trả sao. Thiên tài, cùng giai là vô địch, đó là tuấn kiệt trong bao người. Lúc này trái lại không còn ai nghĩ lâm là cuồng ngạo, có thể làm được cùng giai vô địch, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cuồng ngạo một chút lại tính là gì đây. Đây là thế giới mà thực lực quyết định hết thảy. Lâm Lạc biểu hiện ra lực lượng làm người kinh diễm tuyệt đối, tự nhiên nên thu hoạch được sự tôn trọng. Có phục hay không, Lâm Lạc đem Lâm Đông Bình dẫm dưới chân, không hề lưu lại chút tình cảm. Cái chết của Lưu Bá đã phán quyết tử hình cho Lâm Đông Bình, nhưng hiện tại Lâm Lạc còn chưa thể giết Lâm Đông Bình, trừ phi hắn dự tính ngày sau chỉ có thể lưu lạc tha hương. Nhưng tuy không thể giết, cũng không có nghĩa Lâm Lạc không làm nhục hắn chút khẩu ác khí. Lâm Lạc, người chờ xem, trừ phi hiện tại ngươi giết ta, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm giáo huấn. Lâm Đông Bình chảy cả nước mắt, hắn là thiên tri kiêu tử, có bao giờ từng chịu tội thế này? Ôn ào, Lâm Lạc dùng lực dẫm xuống, Lâm Đông Bình nhất thời phát ra tiếng gào như bị chọc tiết. Lâm Đại Thiếu, dù sao Trầm Nguyệt Lam cũng là chủ nhân, hiện tại không còn đơn thuần luận võ mà là ngược đãi nàng chỉ có thể đứng ra khuyên nhủ. Làm người khoan dung mà độ lượng, người thắng là được rồi. Một hồi luận võ tốt đẹp lại bị Lâm Lạc biến thành như vậy, điều này làm Trầm Nguyệt Lam phi thường tức giận, trong giọng nói mơ hồ có ý của trách. chương 20, thắng suất hai ba lâm lạc đá ra một cước đem lâm đông bình đá bay xuống lôi đài nhìn trầm nguyệt lam cười nhạt kế tiếp là do trầm đại tiểu thư tự mình ra tay sao nữ nhân này là bạo khí cảnh cao thủ hàng thật giá thật quang vượng trên người phải mạnh hơn lâm đông bình gấp 10. nhưng lâm lạc không có đường lui hắn muốn lấy được thiên lam mục kim nhất định phải chiến thắng hết thảy đối thủ chẳng qua sử dụng lôi bạo sát cùng lục ảnh lâm lạc tin tưởng hai đại tuyệt chiêu đều xuất hiện cho dù là hậu thiên thất tầng hắn cũng có lực đánh một trận Gương mặt trầm Nguyệt Lam âm trầm, chẳng những nàng có thiên tư thật cao, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi đều húm núm dưới váy của nàng, cho dù là ánh mắt của những tộc thúc tộc bá khi nhìn nàng cũng vô cùng lửa nóng. Ở trầm gia, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, chẳng khác gì trăng sáng trên bầu trời, bất kỳ nam nhân nào đều như những ánh sao vây quanh nàng chuyển động. Trầm đại tiểu thư có bao giờ từng bị nam tử xem thường qua như thế? Trong nội tâm nàng căm hận, hạ quyết tâm phải đánh bại Lâm Lạc, để cho hắn phải trả giá thật nhiều vì sự vô tri của chính mình ha ha nguyệt lam là chủ nhân của yến hội làm gì có đạo lý tự mình ra trận còn chưa đợi trầm nguyệt lam nói chuyện trầm giật trần lại như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh nàng cản lại lời nói của nàng tuy rằng trầm nguyệt lam không cam lòng nhưng không dám cãi lời trầm giật trần không nói một lời sắc mặt phi thường khó xem trầm giật trần vỗ vỗ vai lâm lạc lộ ra dáng mỉm cười thâm ý sau đó lại vẫy vẫy tay với trầm nguyệt lam đi xuống lôi đài Trầm Nguyệt Lam đi theo xuống dưới, đi tới lối rẽ nàng không nhịn được hỏi. Ra ra, vì sao không cho cháu ra tay? Trầm giật trần thoáng trầm mặc, nói. Lâm Lão Nhi có thể đã đột phá tới tiên thiên cảnh. Cái gì, Trầm Nguyệt Lam tuy đã có suy đoán như thế, nhưng từ miệng Trầm giật trần nói ra làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi ta có thử qua, tiểu tử đó kích hoạt gần 31 khiếu huyệt. Sắc mặt Trầm giật trần ngưng trọng. Cái gì, chỉ kích hoạt gần 31 khiếu huyệt cũng có thể đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh sắc mặt trầm nguyệt lam đại biến. Khi nàng ở hậu thiên lục tầng, tổng cộng có 74 khiếu huyệt hoạt hóa, hơn nữa có gia tộc liên tục cung cấp tăng nguyên đan, ở lúc 17 tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh. Nếu bọn họ biết được lâm lạc lúc ở đan tu nhất hệ hoạt hóa 7 khiếu huyệt, chỉ sợ càng thêm giật mình đến ngất xỉu. Phải, nghe nói tiên thiên cảnh cường giả có thể giúp phạt cân tẩy tủy, giúp tinh tiến tu vi, chỉ sợ tiểu tử đó đột nhiên tăng mạnh là bởi vì lâm lão nhi đã đạt tới được tiên thiên cảnh trên mặt trầm giật trần thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ hắn cùng lâm hành nam lý quảng vũ năm xưa đều là đệ tử kiệt xuất của gia tộc từ lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu tranh đấu luôn đấu mãi cho tới tuổi già đột nhiên biết được thực lực lão đối thủ bỗng nhiên vượt qua mình điều này làm cho hắn thổn thức không thôi ra ra nếu như vị kia của lâm gia thực sự đột phá tới tiên thiên cảnh vậy tại sao lâm gia có thể bình tĩnh như vậy chúng ta cùng lý gia đều đã bị tiêu diệt cháu không hiểu ở mặt sau còn có vấn đề trầm giật trần lắc lắc đầu Nói sang chuyện khác, sau tân niên tế điển, gia gia sẽ an bài cháu đi tới một chỗ, nếu cháu biểu hiện nổi bật, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh thì sao? Cái gì? Trong khoảnh khắc Trầm Nguyệt Lam quên mất chuyện Lâm Lạc gây khó chịu cho nàng, thần tình ngạc nhiên kích động. "Gia gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Đừng nóng vội, đến lúc đó cháu sẽ biết, sự tình hôm nay không cần để trong lòng, cho dù tiểu tử đó tìm được tiên thiên cảnh cường giả phạt cân tẩy tùy." nhưng hậu thiên lục tầng đỉnh sẽ biến thành cực hạn của hắn, cả đời vô vọng đột phá bạo khí cảnh. Nguyệt Nhi, ánh mắt của cháu nên phóng được lâu dài, loại tiểu tốt như vậy chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể trên đường đi của cháu, căn bản không xứng trở thành đối thủ của cháu. Dạ, ra ra, nếu trầm ra không còn ai khiêu chiến, mà hai gã tuấn kiệt cực mạnh của Lâm ra cùng Lý ra đã bị đánh bại, tự nhiên không còn ai dám đi lên giao thủ cùng Lâm Lạc, trầm Nguyệt Lam rất nhanh liền nghiêm mặt tuyên bố Lâm Lạc thắng lợi, đem thiên la mục kim ném cho hắn. Yến tiệc tới đó đã qua loa kết thúc, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một phế vật quật khởi. Mà ý vị sau lưng sự quật khởi kia như thế nào, mọi người đều cảm nhận được cỗ áp lực nặng nề. Sau khi lấy được thiên la mục kim, Lâm Lạc liền tìm lý do rời khỏi Yến hội trước tiên. Vừa đi ra khỏi trầm ra, biểu tình hung hăng càn quấy trên mặt hắn lập tức thu liếm sạch sẽ, lộ ra nét tươi cười, cười thản nhiên thoáng hiện. Việc này phi thường thuận lợi, hắn chẳng những lộ ra tin tức Lâm Hành Nam có thể đã đột phá tiên thiên cảnh, tạo thành áp lực lớn lao đối với mọi người, nhưng còn ngoài ý muốn lấy được một khối thiên la mục kim, có được hy vọng lập tức đột phá. Lâm Hoành Phong nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lâm Đông Bình, vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Lạc dùng lực lượng bản thân đem người đánh bại, sắc mặt Lâm Đông Bình đỏ bừng, nhưng dù sao mặt hắn sưng thành đầu heo cũng khó thể nhìn ra, hắn cắn răng gật gật đầu nói. Ra ra, ngài nhất định phải báo thù cho cháu cháu nuốt không trôi cơn tức này, ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lâm Hoành Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, hắn là hậu thiên lục tầng, ngươi cũng là hậu thiên lục tầng, vì sao ngươi lại thất bại? Thua không sao cả, nhưng thân làm một võ giả cần nhất là có một trái tim biết tiến tới, ngươi ngay cả tín niệm chiến thắng đối thủ cũng không có, thật sự làm lão phu quá thất vọng. Ra ra, cháu sai lầm rồi, Lâm Đông Bình cũng không dám cãi lại Lâm Hoành Phong, lập tức cúi đầu xuống. Lâm Hoành Phong cũng không tiếp tục trách móc hắn quá nặng nề, dù sao thiên phú của Lâm Đông Bình rành rành ra đó, 16 tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng, đi nơi nào cũng là một thiên tài. Sở dĩ hắn mắng nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ muốn cho Lâm Đông Bình không cần quá mức ỉ lại vào hắn, một võ giả không có được trái tim cường giả, dù có tu vi cường giả cũng vô ích. Hắn vỗ vỗ đầu Lâm Đông Bình, nói, căn cốt của Lâm Lạc Lão Phu đã tự mình thí nghiệm qua, quả thật là kém cỏi vô cùng. Bằng vào hắn thì đời này đừng mơ tưởng đạt tới hậu thiên lục tầng, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lão quỷ đạt tới tiên thiên cảnh, thay lâm lạc phạt cân tẩy tùy.